Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết, hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng giờ có ông bạn ngồi kế bên, ông cũng đi miết. Bỏ một mình, bơ vơ, lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại, muốn rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào thần tài thổ địa bên bển đó hả? Ờ. Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn cái gì? Coi mấy ông ăn cái gì. Ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bác ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, à cái bà bán học sàn á hả? Ờ. Chù chà. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. À. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ờ. Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà bằng kiều. Ủa ghé nhà bằng kiều chi? Trời ơi nó cúng thấy ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Trời. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Ờ có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Ờ. Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có ông điếu hút thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Ờ à, qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó giờ nó cũng có tiền lắm má. Sai lầm. Sai cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. À? Báo nó nói xạo á. À? Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. À? Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Nè. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là trong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu. Hiểu không? À. Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. À. Trong... À có. Qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha. Bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao? Không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền. Đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi. Bởi ta nói, mình á, mình phù hộ cho nó hoài. Mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó kêu kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê thằng chồng về. Alo. Làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không có muốn tình hình căng thẳng như vậy. Hay chưa? Để nó đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết. Có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó. Không, sắp được ăn. Sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê thằng này mới đi hơi mập nha không? Thằng này mới đi hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó
Nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À. Thôi đi, không có cúng gì chứ cái trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ, heo kỳ vậy? Ai biết à? Ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài? Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Bất tiền hao của không à? Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn. Ông đổi tên đi ha, đổi tên hãm tài đi chứ không phải thằng tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha, tao mà hãm là mày chết bà mày đó. Ôi, tao nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước phần được. Bởi vậy còn ông nữa, xin xin xỏ xỏ không bao giờ ông cho gì chăng đó, tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời, bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Trời, nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò hả? Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ. Không có gì ăn á, bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi dây hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không đánh cấp đúng không? Đánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Điệt với bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Con phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mà nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông. Con cúng trái cây cho ông hai ông. Ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn. Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra đằng trước. Cha con xin hai ông. Trời ơi. Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được. Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được.
Đàn bà con gái gì đâu. Không, nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi phải rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dại vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy? Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy? Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà. Thì cái tao thần tài mặt tao phải tươi vui đúng không? Thần tài tao nói mặt như con khô hối vậy à. Râu thì ghét à. Thằng tài tao râu dài vậy đó. Râu cục ngủ mà. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu, râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ông thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng tài thổ địa gì mà không có linh thiêng vậy trơn à. Nhìn là thấy là hãm tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi, không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà, hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không. Có, con nói số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay sinh lắm nha. Nó hay sinh lắm. Nó chút gần nó lên Thúy Nga là cái nó sinh hoài. Nó sinh hoài. Không biết nó sinh cái gì mà nó sinh hoài. Cứ về vì cọt ác sinh là nó sinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi đó. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưỡi đầu môi đó. Nó sinh hoài. Nhỏ kỳ. Ê thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Còn em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Con lại hai ông. Con lại hai ông. Mày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Con lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm đó, phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng phù hộ. Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là ta phù hộ. Hồi đó giờ hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ. Yeah. Đây, trời hai con dâng chuối. Trời ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chuối phải như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. Dạ, xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được không? Dục mẹ nó trả này chú lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi, nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi. Nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời? Ông làm phép quan nãy chuối chi? Trời đất ơi. Ờ, đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không, không. Dạ, chuối này là cho ông Địa. Dạ, chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy cái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi.
ganh tị nè. Bỏ đi nha đĩa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha đĩa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Đĩa ơi đĩa. Đĩa bà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải di chế đó. Bóng là phải sử nhi, phải trẻ trâu, phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng, muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như Bằng Kiều, chồng chế phải xích bát như Đa Nguyên, chồng chế phải bự như Quan Lê. Bỏ đi, thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải, mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây. Cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Tôi nói cho bà biết. Hả? Bà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông phải trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ tụi bay là vậy? Con người tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ô, điên. Đó. Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Kỳ cái gì? Ông cho ông xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tôi cài chớn vậy. Cái gì? Ông nghĩ chồng là ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết, tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra. Mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn, nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng, bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi. Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi, ông kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi, nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Mình cứ làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì mà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên là cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai. Thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, tao cho một đứa BD là được rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lời. Cạn lời. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, cái thằng này, cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra, em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và ông môn thể thao em yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt đau sưng chù bá vậy đó. Ông đâu có chịu, ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn. Ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu, đúng không?
tội ổng bà. Tại ba của em chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như tụi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, với... để đó tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về, cho bà thua bà ở luôn chảnh á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ, tôi ở 58261 Brockhaus Street. Cái gì? 58261 Brockhaus Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ, đổi lại. Rồi, cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi, 12 bà mụ rồi. Trời ơi, tao nói. Đổi lại nhà rồi. Nhà này chi được, không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Táp rồi nó dụi nè. Dụi xong rồi nó chửi. Nó chửi xong rồi nó phun nước miếng. Số. Kính thưa thần tài và ông địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy? Nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời, chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi, chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả? Không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi. Nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng. Ai về bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị. Bà chị già lâu năm. Trời ơi. Bà ơi. Cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi. Ông tránh tôi nha. Bà ơi. Tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi. Bà cho tôi hỏi một câu thôi. Bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa ông làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi. Thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi. Mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào được. Ê. Thôi. Thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông Địa đến đây múa làm chi vậy trời? Múa bà nội mà chứ. Ông ơi, qua đây. Nó nói rồi, gia đình thần thánh nó không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá.
Dạ. Đâu có phải, dạ, không nhà, phải nhà không? Có chuyện buồn tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ ở đâu 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 mà tới đây? Tụi nhìn vô trong cái trang coi có không? Hả? Hả? Trời ơi. Ủa vậy vậy vậy. Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là. Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. David. Ông tài tên David à? Nào. Lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là thổ địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? À, em nghi lắm rồi mà. Trời ơi, thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Chị em ơi. Thích quá, thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thằng Thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. À, mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. À. Đó là thần mà. Lộn, lộn. Bây giờ vậy nè. Thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy. Tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ, dạ, tin, dạ, tin, dạ, tin. Dạ, dạ, tin nè. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông địa. Dạ, dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ, con quên, dạ, con quên. Con hôm nay con mặc áo hở ha. Bây giờ tới đây ơi. Dạ. Ta hiện ra đó. Là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ, dạ, ông, dạ. Ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Không sao đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba. Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tay gì hết á. Trời ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đút hai tay vô túi giùm ta đi. Đó. 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 Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Này, ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn, con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu giờ... bệnh á, là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông nhiều. Tài, ông... Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến được. Cái gì vậy má? Chồng mày là nãy ta sinh, ta mới biến được chứ còn là kia là bẩm sinh. Không có hiểu gì hết trơn. Ở nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông Địa, ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha? Cái bệnh là mình phải chữa hết, đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi, nè nè đi. Thôi, để tao vô, tao không ngồi. Thám trời. Em nè, thấy... Nè nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer. You're not my type. Bà. Nói gì vậy? Bà. Gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà. Tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè thấy không. Làm tóc cũng giỏi nè thấy không. Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi. Chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi. Bà vô ngồi chổng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi. Bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì gì biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba. Tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy. Muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm. Rồi. Dạ có người nè vợ bốn con vẫn bóng như thường. Nha. Nhưng mà ba à. Đời người con gái. Bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con. Rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Vậy, ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được. Alo. Chị hả? Dạ. Chị khỏe không? Cảm ơn chị. Em vẫn khỏe. Ôi trời ơi. Cảm ơn chị nhiều nhá. Từ lúc chị dạy cho em cái yoga đấy,
nó cứ như ngồi thiền ấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá, bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách mắng gì đâu. Dạ sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con Yến à? Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá, nó hôm nọ nó bảo em mà nó không có tiền đi chợ, nó vay của em 200.000, mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả. Em nói thật chị nhá, nó mà ăn được cái tiền đó của em ấy, em cầu cho nó nhá, đi qua cầu thì cầu sập, mà đi sông thì chìm thuyền, mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây vấp ngã vào quả mít chết tươi, không biết đâu là mít mà biết đâu là nó. Sao chị, đấy là em trù từ xa thôi, chứ nếu mà nó lại gần em tát nó một phát. Đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng, mà chán nó màu đen, mà mắt nó màu nâu, mà mõn nó màu cà tím đấy nhé. Dạ. Hello. Dạ chị ơi, chị ơi. Hello. Em phải tập yoga lại rồi. Chào chị nhá, hẹn gặp lại sau nhá. Hello. Dạ, cái gì ạ? Hello. Dạ xin lỗi, người tôi toàn đồ thật, không có đồ lô chị ạ. Xin chào. Dạ xin chào bà. Dạ xin lỗi, bà là ai ạ? Tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ. Chết rồi bà ơi, chắc bà nhầm rồi. Nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả. Chẳng hay là bà tìm ai ạ? Tôi kiếp anh Húc. Bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng. Oh my god. Bà nhầm nhà rồi. No, anh Hùng, sinh viên khoa văn Hùng Đô. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này. Yeah. Thế hóa ra đây là khách quý quen Hùng Đô à? Yeah. Dạ, thế mời bà ngồi ạ. À. Dạ, mời. Ôi dồi ôi, khách quý đến nhà rồi, thảo nào. Vào thấy nó sang trọng ngay. Thế bà ơi, thế mời bà dùng nước nha. Chết rồi, xin lỗi bà, nhà hết nước. Thế thôi bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá. Khỏi uống nước. Bà ơi, thế tôi mạo muội hỏi bà, có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? No, xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Hùng. Sao vậy? Bà đừng trao đảo, xin lỗi bà. Nói chính xác hơn, tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng. Ôi dồi. Bà là vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi. Yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài hai mấy tuổi. Oh my god, đây là má của anh Hùng. Vậy nãy vợ con không phải phép rồi. Con xin lỗi, đáng lý con phải kêu bạn mami. 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 Thôi được rồi. Bà đừng có má mi hay là khoai mì gì hết. Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá. Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gáy luôn. Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Thế năm nay má bao nhiêu tuổi? Tôi 50. Vậy là con hơn má 2 tuổi. Trời ơi, cái này là tôi chết rồi, lên máu rồi. Trời ơi, thủa đời này có ai đời mà con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi. Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được? No mommy. Một đen bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới. Quên để lái. Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn. Ôi trời ơi là giời. Này, cái chuyện đó là ở bên Mỹ thôi nhá. Yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được. No. Châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu long nữ đã lấy dương hóa. Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy, bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. Người ta là tiểu long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá, bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi dồi ôi, bà quen con tôi trong trường hợp nào? Chúng con quen nhau trên internet. Thảo nào, internet hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo, không trung thực. Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây nó nhìn thấy bà thì nó chỉ mà chết ngất thôi. Úi dồi ôi là dồi ôi. Alo Hùng à, con đang ở đâu đấy? Về nhà nhá, đang có một con sư tử nó đang lạc chuồng, nó vào nó cắn mẹ này. Về mà cứu mẹ nhá.
con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Ồ, biết chứ. Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề. À, anh còn nói à, thi sĩ Nguyên Sa có câu yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ. Thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hột đeo trên người mà thôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ mấy rồi con? Mẹ. Ừ. Cháu chào bác. Đấy. Oh my god. Bà thấy chưa? Hình ảnh bây giờ trung thực rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No anh Hùng. Cindy. Cindy. Oh, Cindy à? Yeah. Úi dồi ôi, ở ngoài em còn trẻ hơn ở trong hình. Yeah. Nhìn có cháu ngoại mà như con gái á. Yeah. Em. An. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Thương quá. Oh baby. Xin tự giới thiệu với mẹ. Đây là bạn gái của con. Tôi biết rồi. Bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy. Hôn cho bà cứ như là bà hôn cháu ấy. No 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 no. Em mới căng ra mặt hung nhẹ nhẹ thôi. Tôi theo tôi nghĩ bà không những căng mà còn bơm nữa cơ. Ai đời cái thủa đời này năm mươi mấy tuổi rồi mà đồi núi thì cứ nhấp nhô như thế. Tôi xin lỗi nha, tướng bà mà có rớt xuống sông thì không bao giờ chìm nhá. Sao đấy hả mẹ? Thì bơm nhiều quá nó như phao, thả xuống nước là phải nổi chứ con. Ồ. Căng thật. Ừ, căng thật. Em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá. Sao vậy? Ghế nhà anh nhiều đinh nhá, nhỡ nó xì. My God. Ơi. Này, đừng có mà dụ dỗ vị thành niên nhé. Lại đây nghe mẹ dạy này. Con không có nghe ông bà ta nói một câu à? Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khùng khùng. Mày đi mày lấy cái bà già này à? Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì. Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm. Yeah. Trời ơi, còn kinh với trả nghiệm. Ông ơi là ông ơi. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Thằng Hùng con ông nó bị mù rồi ông ơi. Ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30. Ông lấy tôi đẹp như hương, như hoa, như tiên, như Phật. Có gì đâu mà giật mình. Thôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này. Bây giờ thằng Hùng con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu, xấu như con cú, con cáo. Ông ơi, tôi nói vậy mà ông còn nhăn răn, ông cười được à? Trời ơi, cái mặt buồn cười quá đi. Bây giờ, hay, con ơi con. Con ơi là con ơi. Con ăn gì mà con ngu thế à con? Thì mẹ ăn gì con ăn đấy. Ôi trời ơi. Ý nó bảo tao ăn cái gì đây? Con ơi, người ta có cháu ngoại rồi, mày còn rúc vào nách người ta làm cái gì? Yeah, con có hai đứa cháu ngoại, nó cao hơn anh Hùng nữa. Để con dẫn về thăm má. Thôi, cảm ơn bà, khỏi dẫn về. Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà ly dị lúc nào? Ồ, má hỏi, chồng nào? Con có tới ba thằng. No, baby. Anh là tình yêu sét đánh của em. Em mới gặp em là sét đánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi giời ơi, giời ơi, giời ơi, giời. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Đấy, chúng mày còn hôn hít nhau. Thiên hạ nó nhìn vào, nó cười trong 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 mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ với lệ. Cứ đem thiên hạ ra mà dọa con. Thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Mà mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Trời ơi, trời, 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 cái gì trời? Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dĩ vãng của ngày xưa. Dù đời không như ý ta mong đợi, thì cũng bắt đầu từ đây. Ôi trời ơi. Anh hát hay hơn Bằng Kiều.
Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng Bằng Kiều. Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó. Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lui nóng quá. À, xin phép anh cho em được vô restroom em tắm cho em và cho con em nhé. Hả? À, cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè. Ôi giời ơi, lại thỏ. Em lại yêu cả súc vật à, anh đâu có biết đâu. Yeah, em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lông mày áo. Sao con? Mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con? Trời ơi, mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ. Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ. Mày nhìn cáo lông nó kìa, nó mặc một cáo lông to như thế. Con thỏ bé như thế thì nó phải giết cả 100 con mới được cáo lông đấy. No, 101 con. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Anh ơi, anh có muốn tắm chung với em với thỏ không? Thôi, em cứ vào tắm trước đi. Ồ, em cứ... không tắm chung với em à? Thôi đi đường này, đi vào tắm đi. Đợi em chút nha. Baby, sao không vào tắm chung luôn đi? Sẵn buồn buồn á, nó lột da, nó vặt lông mày ra, nó may quần. Nghe là phát lộn ruột lên. Con ơi con, mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con. Trời ơi, bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về bà tắm cho mày nữa cơ. Lại còn kêu bằng em ấy rồi. Ôi nhục nhã quá con ơi. Trời ơi. Mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì. Bây giờ mẹ xem, đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều. Vừa có tiền, cơm no, bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Cái đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm thì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Trời ơi. Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này đây này, có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu, nhắm mắt hết. Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt, chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi. Con ơi, tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế, con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao hả con? Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi. Nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ, bao nhiêu thằng bạn con ra trường rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết. Bây giờ con này lại còn khoa văn nữa rồi. Khoa văn thì đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à. Thì đằng nào cũng ôm thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền. Trời ơi, nó nói ra tôi tưởng giống như nó đi bán thân. Thế ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả 1000 lượng vàng đấy. Thế anh ôm bà già này, ta trả anh bao nhiêu tiền? Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh. Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con. Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này. Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30.000 đô. Rồi qua tới nơi mình lại còn nhà, cửa, xe, cộ, tiền tiêu vặt. Con tính sơ sơ là con lãi to rồi. Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết. Mẹ thương con quá Hùng ơi. Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia, bà vần mày vài đêm thì mày nát như tương ấy con ạ. Mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mẹ biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con lấy cho mẹ một ông nhé. Thôi, không có Tây Tàu Mỹ gì hết ấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín dòng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa. Ôi giời, nói thế mà còn cười được nữa kìa. Ôi giời. Ô, em muốn hát bài à? Hát đi. No, hát. Nóng. À, nóng. Bà nội. Bà nội của tôi. Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại. Này, thế bà ấy, bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế? Tôi qua Mỹ 10... À, lúc 10 tuổi thảo nào? No, 10 năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Anh, hai cái vòi nước của anh đó, trời đất ơi. Vòi nước nóng, nước lạnh mà không có để. Em mở vòi nước nóng, em tưởng nước lạnh, em đẩy con thỏ vô nó tuột lông, nó chết tại chỗ.
thôi đằng nào cũng chết rồi. Em đừng có buồn nữa. Em đâu có buồn. À. Sẵn nó chết rồi, em vô chồng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nghe. Ủa gia đình không thích ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn. Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá. Trời ơi, nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú. Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời ơi, em sao anh trao đảo vậy? Từ nãy đến giờ sao nó cứ choáng hoài à? Em phải hết sức thông cảm nhà anh. Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì. No baby, I don't care. Anh đừng có lo chuyện đó. Theo như cái tính của em đó em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây. Nó giật sập nhà anh kéo xuống cào. Không còn cục gạch đâu trời ơi. Hả? Này, mày đừng có bị mày là Việt Kiều nhá. Về đây muốn làm cái gì làm nhá. Đừng có mà ủi sạch nhà này nhá. Này, truyền hồn báo danh cho mà biết nhá. Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà để làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ, nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây, sửa thơ sơ sơ thôi. Nhà này mà sửa gì nữa, đập đi, xây 3-4 tầng. Hả? Con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng là nói tiếng Miên luôn. Vậy thôi, nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn, mẹ anh cứ ở cái nhà hương hỏa của bà. Thôi, hương hỏa hay hương hồn gì cứ giặt sập cho mẹ nhá. Cứ xây cao lên cho mẹ. Con. Dạ con đây mẹ. Con. Đây. Con. Đây mới là con của mẹ đây. Ôi giời ơi, dâu hiền, dâu thảo của mẹ đây. Ôi giời ơi. Thương quá cơ. Em ơi, bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá. Con trẻ quá con ạ. Trẻ gì mà trẻ măng ấy. Nó như măng non ấy. Em ơi, nó ở bên Mỹ có khác như con. 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy. Kỳ duyên mà gặp con nó chỉ có mà sách dép cho con thôi. Con ơi, xây cho mẹ 2 tầng nhá. Đập nhà ra mà xây có 2 tầng chứ cho nó mất công. Sẵn xây 3 tầng luôn. Hả? Con nói gì? Xây tới 3... Nói giọng bình thường đi, xây cho 3 tầng. À, xây 3 tầng hả? Ôi giời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi, con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay chóng mặt lắm để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con, mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Ôi giời, cao gì mà cao thế. Con ơi, xây cho mẹ 3 tầng con nhé. Xây 3 tầng sẵn, xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi. Cái gì? Có cả ô tô nữa à? Ôi trời ơi con ơi. Trung tâm Thúy Nga còn ca sĩ nào mà trẻ hơn Tóc Tiên không, không con? Không, Tóc Tiên trẻ nhất. À, mẹ nhớ rồi. Bé Xuân Mai. Ôi, con cò bé của mẹ ơi. Eo ơi, nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cái áo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Eo ơi, con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Ôi giời, nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ôi giời, như vườn mẫu giáo này. Ôi giời, mẹ thấy con rồi. Hú hà. Con trốn mẹ à? Tại sao con trốn mẹ thế? Mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù. Mù cái gì? Mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy. Bố anh mới mù kìa. Ông ơi là ông ơi. Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo. Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa, như tiên như Phật. Ông ơi, trời ơi con ơi, dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi. Con ơi, con mang xe hơi này, nhà lầu cho bố con này. Chả trách gì, nãy giờ con vào đây, bố con nhìn con cười tê tét đấy, thấy không? Đây là bố của anh hả? Ừ. Mà bố anh không biết anh... hỏa vậy? Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa. Sao tự nhiên là mẹ lại treo một cái hình cười toe toét lên như thế mà thờ nhỉ? Con ơi, con biết không? Ngày xưa đấy, bố chết đi, đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con. Thế là mẹ lấy bột màu, mẹ họa lên hình bố con đấy. Bây giờ con mang vẻ vang rồi. Mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to, mẹ treo lên nhá.
vinh hạnh quá con ơi, mẹ yêu con quá. Con, mẹ yêu con quá. Cindy! Cindy! Cindy à! Cindy! Gì nhỉ? Ủa xấu quá! Cindy! Ai vậy em? Sao mày rốt cho con? Vợ chồng người ta đấy! Sao mẹ biết? Trời ơi, nhìn vậy mà không biết à? Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi, chia ra làm đôi, chồng may cái quần, vợ may cái áo. Nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy. Em vợ, chồng em thật à? Cháu chào bác. Mày kêu vợ tao bằng em, sao mày kêu tao tới bằng bác lận? Bởi vì bác không phải người yêu của cháu. Bác người yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi. Này cũng ba phải chứ. Ba phải, bốn phải cái gì? Nó nói là chính xác rồi. Trời ơi, khiếp, nhìn định hình xấu gì mà xấu thế. Trời ơi, đàn ông mà còn bày đặt mặc áo bèo giạt mây trôi nữa. Mặc cái bộ đồ đã không xác định được giới tính rồi. À, nhìn kỹ, tưởng như là vũ sư Nguyễn Hưng cái gì. Xin lỗi, nhìn ông là thấy mất hứng rồi. Cái xấu gì mà xấu thế, con ơi, chồng con già quá, xấu quá, cao quá, không xứng đôi vừa lứa với con đâu. Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này. Đấy. Ôi giời ơi, đẹp đôi nhá, xứng đôi vừa lứa nhá. Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất. Con ơi con, con phải bỏ ngay lão già này nhá. Khóc lóc năn nỉ ô gì bỏ ngay. Con mà không bỏ lão ta, mẹ buồn con lắm đấy. Có gì đâu mà phải buồn mẹ. Sao con buồn? Nó sao mà không bỏ là mất mẹ căn nhà ba tầng. Đi vào. Cái gì vào gì? Này này, sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà ba tầng nhá. Với lại kêu con cò bé bé nó san bằng cái ao rau muống, nó làm cái bể bơi cho mẹ bơi. Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui. Công nhận á, em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á. Cindy à. Anh còn khóc nữa hả? À, xì. Tưởng anh khóc chứ. Nóng quá. Cindy à, anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á, thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi chương trình Dancing Dreams. Thấy không? Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Tha lỗi cho anh. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam á, mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa. Tôi năn nỉ anh, tôi nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi. Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam. Anh nói gái bên bển nó trẻ quá, nó đẹp quá, giò nó dài tới nách, nó đứng bên trái mà nó ngoái lỗ tai bên phải, làm sao chịu nổi. Anh thấy chưa, bây giờ nó về đó nó ăn hết của anh rồi, nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi anh mới đi kiếm tôi phải không? Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ, còn lúc chơi thì anh quên. Anh còn nói vậy nữa hả? Tôi hỏi anh nè, có bao giờ anh ngồi anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn anh khóc vì em? Tình yêu ta ly tan vùng vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế em làm gì có lỗi? Đúng. Trời ơi, cái gì vậy? Có đúng mà nạt tôi dữ vậy? Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi nè. Em biết không, anh rất hối hận. Nhiều đêm á, anh không ngủ được, suốt đêm anh khóc đó em biết không? Anh đừng có xạo, chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh. Anh khóc rồi sao em thấy được chứ? Bởi vì nước mắt đàn ông không rơi thành dòng, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng, ôm sầu mà vẫn tươi cười khi em nói đến câu giã từ để muôn đời gọi mãi tên em. Tha thứ cho anh đi, xin đi. Xin đi, cho anh cơ hội thứ hai đi, xin đi. Nha. Xin cái gì đi? Em này, nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy. Làm sao mà em hát cái bài đó được? Giờ hát bài gì? Em phải hát cái bài này này.
ta xa rồi em nhé. Đường anh cứ đi, đừng về bên gác chòm để mặc tôi với đời. Anh đi tất xa, đừng nhớ chuyện ngày qua. Tình nhân hỡi, giờ xa cách nhau. Vỗ tay cái gì cả bác nữa. Sao? Ai mà đi muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy, ai người ta về? Thế hát bài gì? Bác, bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài gì? À, em ơi sao em đành vội nói câu chia ly. Em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi. Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Ơi em, người yêu dấu ơi. Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh kêu anh thứ tha cho tôi lỗi gì mà anh thứ tha? Hát hộ bác cái mà. Hát hộ gì cũng vậy. Đúng rồi em ơi, hát đúng đó, tha lỗi cho anh đi mà. Không có tha lỗi cho anh. Em không có tha lỗi cho anh thì bữa nay anh kêu em kêu anh tới làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho anh biết. Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh á đi về Việt Nam nó lấy được gái trẻ, còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết hả? Không có đâu. Thế giới này nó vẫn xoay, trái đất này nó không có sạp. Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết. Đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều. Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè. Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó. Đúng luôn. Đẹp trai hơn anh đó. Chính xác. Điều quan trọng là hát hay hơn anh. Sự thật. Đặc biệt là cùng sai với tôi. Cái này đúng nhất à. Anh thấy chưa? Đàn ông của tụi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Đàn bà mấy em lấy kép nghĩ cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đàn ông. Thôi bây giờ tôi có nói nhiều với anh. Anh đi về đi, anh ra đi, nơi này vẫn thế. Never see you again. Đi đường này. Thôi được rồi. Nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Chúc em hạnh phúc. Bây giờ phải về sống cảnh gà trống nuôi cháu ngoại. Bác ơi! Gì? Mày đừng có tao mà xì nha mày. Cháu xúc động đấy. Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ. Thôi đứng đây một tí đi, để cháu hỏi xem như nào. Từ nãy đến giờ anh biết là em lấy tôi á chỉ vì là trả thù chồng thôi, chứ đâu có yêu đương gì đâu. Đúng có rồi. Phải không? Đúng rồi. Mày là con nít làm sao mới yêu mày được. Giờ tính như nào? Thôi bây giờ như này. Bác. Bác phải hết sức thông cảm với bác trai. Bởi vì đàn ông mà, người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết lỗi rồi người ta về, người ta năn nỉ, người ta... Bác phải hết sức thông cảm, bác dằn lòng xuống, bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi. Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Ui dồi ôi, làm sao mà yêu được. Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ giận hết cả gai ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ, không có gì. Nó anh thấy chưa? Người ta người dân nước lạ đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh, ta biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi á, tôi về đây tôi lấy Hùng á. Thôi, không cần. Anh thề với em, kể từ ngày hôm nay anh không về Việt Nam quậy nữa. Thiệt không? Bị hết tiền là sao quậy được? Nói vậy hả? Giỡn thôi. Sao rồi? Gương vỡ lại lành rồi à? Tay trong tay, hạnh phúc lứa đôi, quay về với nhau rồi à? Dạ, gia đình em hạnh phúc rồi chị. Rồi, chết rồi. Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa, hương hồn này rồi. Không có sự thay đổi con ơi. Hello everybody. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Hello, how are you? Hello. Yeah. Anh là ai ạ? Oh, tôi là Việt Kiều Mỹ. Tôi về đây kiếm... Thôi, từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cả đầu rồi. Giờ nói bình thường, nói tiếng Việt được không? Được chứ.
Mới qua Mỹ có 1 năm là rành tiếng Việt lắm à. Chị có biết tiếng Mỹ thôi. Dạ xin được phép tự giới thiệu, tôi tên Trực. À tôi là Dương Thường Trực. Ôi sao tên gì buồn cười thế, thế Dương suốt ngày à? Dạ non stop. Bây giờ anh đến đây đi tìm ai? À tôi tới tôi tìm người yêu của tôi. Nhầm à? Nhìn cái mặt lại thấy nhầm rồi. Sao nhầm? Đứng lùi ra đây. Ở đây á, toán là viện dưỡng lão không à. Không có gái trẻ mà tìm người yêu. Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ rõ ràng đây, nhà ở đây nè, đó, rõ ràng đây nè. Đó, người yêu tôi tên Tuyết. Minh Tuyết không phải nhà ở đây. Tôi đâu có tìm Minh Tuyết, tôi kiếm Bạch Tuyết. Lại càng nhầm nữa. Sao nhầm? Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết. Có, Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ. Hả? Hả? Bạch Tuyết. Đúng. Bạch Tuyết ở chú Lụng. Đúng. Trời ơi, hồi nãy vô là anh nghi lắm mà. Cái gì? Bạch Tuyết ơi, có một chú Lụng ở đây còn 6 chú kia đâu. Dạ, em chưa có đẻ. Hả? Tuyết. Hoàng tử của lòng em. Bạch Tuyết. Trời ơi, thằng này là hoàng tử hả? Ừ. Chắc anh đi tự tử của em rồi. Hay con quá. Ghiền quá. My, my Snow White. Hoàng tử ơi, hoàng tử của lòng em ơi, anh hôm nay anh đã về với em rồi à. Trời ơi Tuyết ơi, ơi đã 50 tuổi rồi mà em nhìn còn trẻ măng à. Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó. Có căng da mặt không? Em không có căng, em chỉ vá vài chỗ thôi. Vá mãi đến bây giờ mà nó hết da luôn, ngủ nhắm mắt không được anh ạ. Tuyết ơi, ơi. Trời ơi, em sexy quá. Em hot girl của anh. Ôi dồi ôi, anh ơi, cái tên Dương Thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá, anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà bà, mẹ bảo ông này đẹp trai? Thế Việt Kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trắng muốt muồn muột. Anh cười đi anh. Hàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ. Anh ơi, mất điện là không bao giờ em lạc anh đâu. Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện á, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay. Anh biết mà, răng anh trắng hột xoàn kém thua. Anh ơi. Này 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 này. Gì? Ông kia. Ra đây tôi à. Để anh nghĩ giả lời chút xíu. Rồi đừng có hôn gió nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Năm nay ông bao tuổi? Thế cậu bao nhiêu tuổi? 25. 25 tuổi? 25 tuổi. Vậy hai đứa mình bằng tuổi với nhau á. Bắt tay cái làm bạn được không? Nhưng mà nói nghe, bây giờ đó tôi lấy má cậu thì theo như gia dế, cậu phải gọi tôi bằng bố. Bố cái ông nội nha, ông ấy bố. Em, bố em ơi, muốn bố. Con em đang hiếp anh kìa. Anh không chịu đâu. Con, tại sao con lại ăn hiếp bố như thế? Bố ơi, bố ơi, bố đừng cười nữa. Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ? Thôi kệ chúng nó đi, chuyện mình làm. Ngoan ngoan ngoan. Ngoan 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 ngoan. Ngoan, rồi tay cứ như cánh gà, thèm thật ý. Ôi gì? Anh. Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em quá trời luôn đó. Nó Tuyết biết không, anh rất là thèm khát, hao hức được về đây gặp em. Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em, nhưng vì vé máy bay nó mắc quá. Cho nên 4 tháng nay anh phải dành dụm no food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác. Mà anh chỉ đủ mua vé một chiều. Vậy chiều kia ai lo? Tuyết lo. Trời ơi. Tuyết bán đất hương hỏa, Tuyết lo cho anh ấy. Tuyết lo cho anh à. Một chiều bác ơi, một chiều. Con bó tay với thằng Việt Kiều một chiều này bác ơi. Anh yêu em.
Ôi giời ơi. Em cũng yêu anh. Mẹ ơi, thôi thôi mẹ, con lạy mẹ. Cái gì mà mày con lạy mẹ? Tao tới sống thì tao chết tới nơi vậy. Thiên hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về gì vắng muôn ngày qua. Dù là không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà chơi. Gươm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốt mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời. Gươm sao xui thế nhỉ? Em đi chùa hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân nằm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ô, chào chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bảo không. Cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng. Dạ. Thế trước cô ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi này mày con có chồng rồi được không á. Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi hả thầy? Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Nha. Mà tôi sợ bonus nó đến nó túm cỏ rồi tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời mệt bở ra hơi tài, khách đồng quá. Ôi giời. Dạ thầy, vậy con xin lỗi thầy nhân thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo kia thì ai mà nhìn nó vui giời gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhơ ốm nhách cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền á. Ốm đau gì ở đây? Gầy vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay, chả ma là nó nâng khăn sửa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ.
Thế phải ăn vào cho nó có da có thịt nhở? Thầy nói con ăn nhiều cho mập lên mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Thầy gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Thì kỳ. Tôi không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì nòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi cái bó mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời? Không thầy... phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, thấy không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là gia các lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là gia các lạng đấy, thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam, tự nhiên tại biểu con nói tiếng Bắc, làm sao con nói được? Ôi cô hay nhỉ. Đây là mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc xong mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy? Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe. Cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô Ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô Ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô Ba nổi tiếng là linh thiêng này này. Có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô Ba cầu xin để ông chồng vào khấn tiếng Anh. Cô có không hiểu, cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi. Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không, ơi. May mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt đấy, cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn đó thầy ơi. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây, muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây, bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới lình chứ lì, chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Ta nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy không đủ đi xe. Mười đồng. Tăng tí. Hai chục. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Better. Mà không biết, ổng coi đúng không? Nếu mà ổng coi sai, 100 của mình mắc mẹ nó thì sao? Thôi, mình đặt một đồng. Đó. Này cô ơi. Ôi, xe ở đây ba cái đĩa, sao cô bỏ một cái thế? Trời ơi, coi một cái thôi, tự nhiên tài biểu con bỏ ba cái rồi, sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này thì phải đúng lễ thì thôi, chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi, tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ, thầy coi sai sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi, bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra, đâm ra tôi dở người, chả dại thế. Thôi, đừng nói nhiều nữa, để con bỏ cho. Ta bỏ cho mình biết, 5 đồng, 10 đồng. Ừ, thôi thế rồi, bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát nếm mà lẹ lẹ đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không có chửi con. Sao xuống thành khẩn nó khánh đi. Dạ con thành khẩn. Ừ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cây nhang đi. Thôi phí đi. Thấy cũng biết cay mắt vậy. Thấy không cay thầy cũng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả?
Sao mày chưa gì hết, mày bổ mà. Mày bổ đâu, mày bổ lắm thế. Mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy. Hả? Trời ơi, thầy đuôi chứ. Mày bảo là mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Ngâm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải, tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đuôi mà cũng biết người ta đưa cái chảo vào mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ. Tâm mồm, để con khấn này bảo. Con lạy ba ba ở trên ngàn, nghe lời thầy khấn mà trần gian bà. Về bà xã nằm mà xa nỗi xa mẹ. Mà xa nằm xa nú xa mê mà trần gian bà. Về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. Xong chưa, mệt quá mày ơi. Con lạy xong rồi ạ. Mày lại xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Thanh bạch bái lại thanh vạn bái dạ lại các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lại tám phường chín hướng thương cho đệ tử con là Phi Nhung dạ ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà, con không có ế chồng mà. Gớm mày phải nói thế thanh mới thương chứ lị sao mày rốt thế nhỉ. Mình gạt thanh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ thì. Mày đi xin lộc thanh mày chủ yếu là phải thanh phải cho lộc mày, mày lừa thanh thanh mới thương mày gớm con để rốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Ủa? Mà thầy gieo quẻ bằng gì á? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi. Bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này. Mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này. À, sầu xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ. Thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh. Đúng không? Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, thầy bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đi, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy. Xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cái thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại không bao giờ cho nói con, sai. Con lại con lật thiệp để cho con lấy chồng. Chứ con ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, trang mày 100... đặt đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân mười thứ cao thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tắc rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô, congratulations. Thế tất tài. Thế nào năm nay cô cũng có chồng. Trời ơi, con mà có chồng á là con bao trời thầy một chầu xin ê liền á. Này mẹ mày lấy cái lưỡi câu mày móc mẹ trong họng ra đây. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem xin ê hả mày? Con... Bây giờ thì này... Con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe. Thầy đua mà thầy chưa trả lời con mà thầy đua sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này. Năm nay cô có chồng nhá. Nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải.
Chứ người gì? Iraq. Câu đây, đây này, cái câu đầu tiên này này. Cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì. Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi, nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người người này là không có của đâu nghe, giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không thầy? Gơ mình có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn đã ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao, mẹ thân nó 10 thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa. Vậy thầy nói nó ở trên núi hả, nhà ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm á thầy. Thôi xem bằng ấy được rồi, mệt lắm rồi. Thì xem nữa thầy. Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi vậy. Vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì. Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuôi thiệt rồi. Bởi giá trời trong mưa chết luôn. Thế mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy. Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trẻ ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày dây. Ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi. Con ruồi gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à trời. Vào vào vào. Dạ. Ruồi đấy. Dạ dạ. Dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi. Tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á. Ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gớm. Ai mà con giả vờ xin... Tự dưng đang mắt sáng con muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng thì coi bói làm gì cho bị mất mười mấy thằng bạc cũng ghê. Con về ông tài trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ em luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Tết vui vẻ cô nha. Cô làm cái gì vậy? Dạ em ra mở cửa văn phòng nha sĩ. Cô mở cửa phòng mạch hay là mở cửa động? Làm cái gì mà nhí nha nhí nhảnh vậy? Trời ơi, bệnh nhân tới đây nhổ răng là nhờ em không á. Ta tới là nhìn em ta nhức răng qua ta xít, xong ta vô ta nhổ không. Biết bao nhiêu nha sĩ muốn mướn em về á. Bực mình. Em cầm cho, nhiệm vụ của em mà. Ủa,
Trời không mưa mà cũng mặc áo mưa làm chi vậy nha sĩ? Nha sĩ đâu còn gì nữa bảo hiểm nữa đâu mà cần phải mặc. Mặc trước chắc ăn cô ơi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Dạ, thôi cởi cái đi nha sĩ. Ừ. Ê, từ từ. Trời sao? Ơi, có chừng rớt tóc giả của tôi. Yên tâm đi, nha sĩ đâu còn gì thiệt đâu mà không giả. Ngậm miệng lại. Chứ vậy? Có chừng rớt hàm giả luôn bây giờ. Ê. Ngày nào không làm chuyện này hết trơn á. Ừ. Làm như bị bại liệt hay sao á. Già dễ sợ. Ủa, mà sao hôm nay mặc nha sĩ buồn bộ gia đình có người chết hả nha sĩ? Nhà không có người chết. Dạ. Nhưng mà trong lòng tôi đang chết đây nè. Bộ ung thư ruột hả nha sĩ? Phải. Mỗi tuần á. Dạ. Trung bình tôi nhổ 10 cái răng. 10 cái răng. Một năm á là 540 cái. Dạ. 20 năm trong nghề á, tổng cộng là 10.800 cái răng. 10.804 cái răng. Sao lội ra có 4 cái nữa? Bữa có nhổ phi cho em 4 cái không có ghi. À, đó. Vậy mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi. Trời ơi. Tôi biết chắc là nó không có mê bả. Dạ. Nó chỉ muốn hốt cái đống răng của tôi thôi. Trời ơi. Thằng đó chắc miệng nó bự lắm, nó mới mua nuốt được 10,000 cái răng vô bụng. Không phải. Ý tôi nói là cái tiền á, nhổ răng tôi đưa hết cho vợ tôi giữ. Nó muốn lấy đó mà. Trời ơi. Bà bác sĩ thấy đàng hoàng lịch sự vậy mà trời cũng lăn loàn quá hả? Thôi đừng buồn. Đừng có giữ người ra đi. Hãy giữ người ở lại. Bỏ đi lấy người khác. Lấy ai bây giờ? Em chứ ai. Trời. Tha là bò đi hết, ta làm lại từ đâu. Lát mở bài đó cho nghe hay. Lấy cô thà tôi ở vậy sướng hơn. Ủa sao ai cũng nói em câu này ta? Mà tôi tức lắm. Gì tức nha sĩ? Thấy chưa, bắt cặp cái thằng nào đẹp trai tôi không nói. Thằng này bắt cặp cái thằng xấu quắc à. Đâu có gì đâu, cái đó là gu của bả mà. Gu bà bác sĩ bà khoái xấu xấu vậy đó. Chứ bà khoái đẹp ngày xưa bà đâu có lấy bác sĩ. Có duyên quá cho nên bây giờ còn ở không nữa nha. Sao ai cũng nói em vậy hết trơn người ta. Tức lắm, nó xấu lắm biết không? Biết, cho mượn coi coi có hình ảnh gì không? Đây, có nè. Đây. Thấy chưa? Đây nè. Đó. Không nãy hả? Ừ. Wow. Nhìn kỹ bây giờ mới thấy quen quen. Bạn trai của cô hả? Đâu có, bạn trai em là anh cào rách mặt đó rồi. Chứ sao cười? Ai vậy? Tào lao. Cười cho cố bác sĩ. Em tưởng có mình em vô duyên chứ. Bệnh nhân của mình. Cái gì? Ông này ông tên Nguyễn Công Hàm. Bệnh nhân của tôi? Dạ. Tại bác sĩ đông khách, bác sĩ không nhớ chứ em nhớ. Tại ông này ông có cái nét đẹp xấu lạ. Nhớ dai. Nó tên Hàm mà. Dạ. Bộ lúc mới sinh ra bà má nó biết trước là nó có cái hàm răng nạo dừa hay sao đặt tên Hàm vậy ta? Ba mẹ nào mà biết trước? Ba mẹ bác sĩ cũng đâu có biết bác sĩ bự con đâu. Cho nên mới đặt là Quỳnh bé đó. Chứ đáng lý là phải đặt bác sĩ là Quỳnh bự hay là Quỳnh sệ gì đó. Sệ quá à, xuống cấp. Phải nâng lên, nhớ không? Có nhiều nâng nhiều. Em nâng dữ lắm, nâng lên sệ quá. Bệnh nhân của tôi ha? Dạ. Ủa bác sĩ mà bác sĩ định trả thù người ta hả bác sĩ? Thằng này ta tới đây là ta tới số đó rồi. Trả thù người ta hay gì mà tới số? Dĩ nhiên. Sách y khoa có dạy. Dạy gì à? Đừng bây giờ chọc giận nha sĩ. Dạ. Trừ trường hợp mình đã rụng hết hai hàm răng. Trời ơi. Sách gì giết tào lao vậy trời? Phải không? Tôi nói cho cô biết. Dạ. Trong lịch sử cổ kim không có bệnh nhân nào mà dám dê vợ nha sĩ hết. Ồ. Tại vì khi nó ngồi lên chiếc ghế này có nghĩa là nó đã phó thác cuộc đời nó trong tay nha sĩ. Chiếc ghế này có thể là một ngai vàng êm ái, nhưng cũng có thể là một cái ghế điện dành cho kẻ tử tội. Trời ơi, đi nhổ răng mà làm như đi tử hình hả?
Cô không biết đâu, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, người ta không sợ gặp bác sĩ mà chỉ sợ gặp nha sĩ thôi. À em biết rồi, vô đây hả họng đâu có được nói gì đâu hả mọi thấy bà nội. Ừ. Phải không? Đúng rồi. Thằng đó tới đây nó chết cho tôi. Dạ. Chỉ có điều tôi tức quá. Sao hả? Không biết chừng nào nó mới tới đây chữa răng. Trời đất trời. Bác sĩ nghĩ sao vậy? Văn phòng này có hai người em còn sống đây là bác sĩ yên tâm. Y tá đi làm gì? Sao? Để đó em. Có em là có tất cả. Alo. Dạ. Anh Nguyễn Công Hàm hả? Dạ, em gọi từ văn phòng nha sĩ. Dạ, hôm nay bác sĩ vừa mới lật hồ sơ của anh ra coi. Chết rồi anh ơi, quyên hàm băng đẹp của anh bỗng nhiên có một lỗ. Dạ anh phải tới liền, anh không tới liền là lây quyên hàm đó anh. Dạ không sao, hôm nay may lắm nha. Tôi giúp anh á, có một người bệnh nhân cancel rồi cho nên tôi bỏ anh vô liền. Dạ, anh tới liền nha. Dạ không, anh phải tới trước 5 phút á. Dạ anh tới sau 5 phút là cái lỗ liên thông với bao tử nó đẩy qua gan thế nào anh cũng đuôi cặp mắt à. Dạ tới liền anh. Anh mà tới sau 5 phút là anh thúi luôn bộ móng á. Ờ, tới liền, trời anh tới trong vòng 3 phút hả? Dạ được rồi, cảm ơn anh nha. Tới liền nha, dạ tôi dành chỗ giùm anh. Dạ. Ai dạy cô cái chiêu này vậy? Bác sĩ chứ ai. Tôi dạy hồi nào? Trời em ngu lắm đâu mấy biết vụ này đâu. Mỗi lần trời mưa cái bác sĩ xúi em lấy hồ sơ ra. Người ta răng cỏ bình thường, bác sĩ nói kêu nó tới đi, nó sắp thúi hai hàm rồi. Thôi, chỗ nào ế với chỗ này lúc nào cũng đông hết trơn á. Nhờ bác sĩ mới học được cái chiêu gạt người á chứ. Dạ. Quên. Ủa bác sĩ, trước khi em vô em chuẩn bị đồ nghề em hỏi bác sĩ câu này nè. Cái gì? Câu này chính đáng trong cuộc đời nè. Sao? Bác sĩ đã coi lại trong tài khoản của mình nó còn tiền không? Chi vậy? Thường thường mà mấy bà mê trai bà hay lấy tiền cho trai lắm. Sao cô biết? Sao không biết, trong tài khoản em đâu còn đồng nào. Cô nói đúng. Dạ. Sáng này tôi coi lại trương mục của tôi đứng chung với bà. Dạ. Không còn một cắt. Vậy hả? Thằng này tới số rồi. Vô chuẩn bị hành động. Dạ. Bác sĩ yên tâm, em đã sẵn sàng tất cả. Tốt. Mặt biến thái thì ghê quá. Bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi, chết em rồi bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em đau quá, nhức quá bác sĩ ơi. Nhỏ đó. Trời ơi, cái lỗ của em làm như bây giờ nó thông xuống cái bao tử rồi bác sĩ ơi. Nó chạy qua cái gan, đưa lên con mắt rồi. Bây giờ em không có thấy gì nữa. Em không thấy gì nữa bác sĩ ơi. Đụng vô đây một cái là sáng mắt liền luôn á. Mẹ, giả tứ chèo quá. Cô của em đi bác sĩ em... Nó đó. Dạ. Cô em à. Chào anh Công Công. Dạ không. Công Công là thằng em của em. Em Công Hàm. Ờ, Nguyễn Công Hàm. À, dạ. Công Hàm. Dạ. Công nhận ba má anh đặt một cái tên rất là ý nghĩa. Dạ. Tôi mừng quá. Anh này tới tôi quá mừng. Ô, bác sĩ ơi, mọi ngày bác sĩ ít có cười lắm. Nên sao hôm nay bác sĩ làm gì mà cười dữ vậy bác sĩ? Anh không nghe thi sĩ Xuân Diệu viết hả? Viết gì bác sĩ? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu gì sao tôi cười. Mấy cái thằng mà tự nhiên nó cười mà nó không hiểu gì sao nó cười, nó bị khùng á. Khùng á? Có câu thơ này tặng luôn cho bác sĩ. Sao? Đẹp trai mà lại bị khùng, bị khùng mới tưởng mình là đẹp trai. Hay, tôi thích những người làm thơ với anh. Ôm hoài vậy hả bác sĩ? Thôi cứu liền em đi. Chửi, đau quá. Thôi giờ chửi quá. Thôi đi anh, ở đây nè. Đẻ lên bác sĩ ơi. Cô y tá. Dạ. Ra ngoài khóa trái cửa lại. Dạ. Nội bất xuất ngoại bất nhập. Dạ. Bất cứ ai tới cũng đều kêu đi về. Hôm nay tôi muốn dành hết thời giờ của tôi để tôi tiếp bệnh nhân Nguyễn Công Hàm. Yên tâm đi, một con kiến cũng có lọt qua được. Viện này là chuyện của em mà. Em cảm ơn bác sĩ. Có cái lỗ của em thôi mà hai người làm trịnh trọng quá. Em làm em thích dễ sợ luôn vậy đó. Chữa bệnh mà có cái tâm dễ sợ. Tôi sao? Em cảm động lắm. Dạ. Yeah. Tôi còn cảm động hơn anh nữa mà. Dạ. Bữa nay mà anh tới đây là tôi mừng hơn trúng số nữa đó. Dạ. Nhưng mà trước khi chữa đó. Dạ. Tôi muốn hỏi ý kiến anh một chuyện. Bác sĩ muốn hỏi ý kiến em. À. Bác sĩ tìm đúng người rồi. Xin giới thiệu với bác sĩ. Em biệt danh là chính biết. Ừ. Cái gì em cũng biết đó. Chỉ có biết điều là em không biết thôi. Nói nè bác sĩ nghe này đừng có buồn. Những người trong giới y khoa như bác sĩ vậy đó, chỉ có giỏi chuyên môn thôi, chứ ở ngoài đời không có biết cái gì hết á.
không có giống như em. Cái gì em cũng biết. You là know nothing. Me, I know everything. Bây giờ nè, tình tiền tù tội nè, bác sĩ muốn cái gì hỏi đi, em cố vấn cho. Thấy cái mặt đau khổ vậy chắc hỏi tình rồi. Vợ bỏ phải không? Không phải. Mỗi tuần trung bình tôi nhổ 10 cái răng. Một năm là 540 cái. 20 năm hành nghề là 10.800 cái răng. Mình bỏ qua cái vụ này đi bác sĩ. Sao vậy? Cái này nó là phạm trù nghề nghiệp chuyên môn á. Em chỉ có cố vấn về tình tiền tù tội thôi. Tôi chưa có nói hết. 10.800 cái răng mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi ha. Tôi biết là nó muốn manh tâm hốt cái đống răng đó của tôi. Coi, nó hốt 10.800 cái răng đó về nó triển lãm răng hả bác sĩ? Không phải, nó hốt cái tiền nhổ răng của tôi đó, hiểu chưa? Hốt 10.800 cái răng, vậy chi là gần cả chục triệu. Thằng quỷ nào mà nó giỏi quá vậy ta? Thằng này nó còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Chắc thằng này phải đẹp trai lắm phải không bác sĩ? Nó không đẹp trai mà nó quá xấu đi. Mà còn nó còn là bệnh nhân của tôi nữa đó. Bệnh nhân của bác sĩ? Thằng này ung thư gan chắc luôn. Sao ung thư gan? Chỉ có ung thư gan gần chết nó mới to gan dám dê vợ nha sĩ thôi. Mà em phải bác sĩ nghe. Em nhìn bác sĩ vậy em tội nghiệp bác sĩ lắm. Cái gì? Thấy thương bác sĩ dễ sợ. Cứ suốt ngày lo chuyên môn riết rồi đó. Coi là đó. Bây giờ không có luyện tập cơ thể gì hết. Để già cả ốm yếu đi. Đấy không? Bồ lon con tán bây giờ treo lủng lẳng toàn ten chứ có làm ăn gì nữa đâu. Nói nghe. Vợ của bác sĩ tuổi này là tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi hồi xuân. Gặp mấy cái thằng phi công trẻ đó, nó sung sức, nó biết chiêu thức, nó biết ga lăng, lịch sự. Nó đưa đi ăn uống, rồi nó mở cửa xe, nó đưa vô nhà băng, nó hốt đống tiền về đưa cho nó. Rồi nó bế về nhà, để lên đầu, bưng đi tắm. Bà cha nó chịu sao nổi bác sĩ, chịu sao nổi. Không. Có nhiều cảnh sau đó còn ghê gớm hơn nữa mà em không dám tả nữa. Tại em thấy cái mặt bác sĩ sệ quá, tội nghiệp quá. Vậy theo anh, tôi sẽ làm gì? Bình tĩnh bác sĩ, bình tĩnh. Mình nóng nảy lắm, nó hại não. Để đó em. Chính biết mà. I know everything. Bây giờ nè, em cố vấn cho bác sĩ. Bác sĩ phải làm sao dụ cái thằng đó nó tới đây. Ha, rồi nó tới đây nó nhổ răng. Để nó ngồi vô cái ghế này. Ngồi vô, đó. Ngồi vô giống như ngồi cái ghế điện vậy đó bác sĩ, thấy không? Xong rồi mình đè nó xuống. Mình nhổ sạch mấy cái răng không đau. Cái nào đau mình để lại nha. Không có được. Làm như vậy rồi nó thưa tôi mất bằng sao? Thưa sao được bà thưa? Mình có ghi rõ ràng kìa. Nhổ răng không đau. Tức là những cái nào đau mình không nhổ. Mình chỉ nhổ những cái không đau thôi. Làm sao mà thua được? Hay hả? Hay. Ý kiến anh rất là hay. Thôi. Cảm ơn anh. Chính biết, chính biết. I know everything. Đó. Em nói bác sĩ nghe. Cái này đó là mình chỉ cảnh cáo sơ sơ nó thôi. Ừ. Nếu mà bác sĩ thật sự muốn trả thù, em có chiêu này cũng độc hơn nữa. Chiêu gì? Dứt khoát không được chích thuốc tê. Không chích thuốc tê. Lấy cái dao mổ rạch hai cái nú nó ra, lấy hai hàm răng để ra ngoài cho em. Trời ơi, tưởng tượng đi, đẹp trai cỡ như em mà không có hai hàm răng, cào cào tát cài, cào cào cài vô nó nhọt chết. Đàn bà ấy đã bỏ chạy liền. Trời ơi, vợ bác sĩ sẽ về với bác sĩ. Không, tại vì ông bà mình có câu sao? Cái răng, cái tóc là gốc của con người. Không có gốc làm sao nó làm con người. Đúng không? Anh nói rất đúng. Đúng. Cảm ơn anh. Em chính biết mà. Anh chẳng những là một cố vấn giỏi, yeah, mà anh còn diễn kịch giỏi hơn nữa. Trời ơi. Anh làm như anh không biết chuyện gì xảy ra. Em không biết chuyện gì đâu. Anh không biết thiệt à? Dạ, em không biết chuyện gì vậy chị. Ông này không hay lắm. Quỳnh Công Hàm rất là hay, anh rất là hay. Cái mặt của anh nó gọi là poker face. Ừ, cái mặt này lắm. Tôi thích đánh poker. Trời ơi, Hương Thủy Kỳ Duyên rủ đánh hoài. Thích đánh lắm không? Ừ. Vô cuộc, giao cuộc. Vô đi. Dạ. Làm liền, làm liền, làm liền. Đau quá. Đây, anh ngồi xuống đây. Lẹ lẹ lẹ, bác sĩ 4 phút 59 rồi. Qua 5 phút là em chết đó bác sĩ. Đồng nghề đâu bác? Dạ. Lấy cho tôi đồng nghề. Đau quá. Đây. Dạ đây. Đây, lẹ lẹ lên. Đây làm việc có tầm quá ta.
cái lỗ nó sâu lắm đó nha bác sĩ. À, à, oh yeah. Trời ơi, hai người làm như là coi phim ba ác chi trời. Bà, vậy anh, bác sĩ anh muốn ba ác chi gì? Hả? Có. Cuộc lại gì vậy bác sĩ? Em chỉ có sửa nhổ răng thôi, đâu phải là tra tấn tù nhân đâu bác sĩ. Đâu có tra tấn gì đâu, tôi chỉ chuẩn bị chữa răng cho anh thôi mà. Cái gì vậy? Ừ? Bác sĩ làm gì nhìn em đắm đuối vậy bác sĩ? Luật hôn nhân đồng tính nó mới vừa ban hành thôi mà, đâu có cần ắt phê lẹ dữ vậy. Không lẽ bác sĩ thay đổi giới tính rồi hả? Không, tôi thay đổi rồi đó. Hả? Bác sĩ ơi, nhưng mà em thẳng. Tôi biết anh thẳng mà. Em thẳng. Miễn cưỡng mới đem lại hạnh phúc đó bác sĩ. Được, rồi anh sẽ thấy hạnh phúc. Dạ. Nước. Dạ. Cái gì đấy trời ơi, đi nhổ răng mình phải đi ăn coffee đâu trời ơi. Bác sĩ này công nhận tiết kiệm tiền dễ sợ luôn. Cái gì vậy bác sĩ ơi? Bác sĩ, cái này bình thuốc rầy mà bác sĩ. Nó đó. Hả? À, miệng ra. Bác sĩ ơi. Cái gì? Em bị sâu răng chứ không có sâu rầy bác sĩ. Sâu nào cũng chữa được hết. Hả? À, miệng ra. Bắp, bắp, bắp. Ao. Bắp. Cái gì vậy? Điện thoại tôi đâu? Rèn rồi phải không? Dạ, điện thoại. Để tôi đưa vào. Túi này có bác sĩ nè. À. Dạ. Bác sĩ ơi, cái gì vậy bác sĩ? Hả? Mình... Ê! Ai? Trời ơi! Bác sĩ ơi, sẽ tôi đây chết con sâu đo bác sĩ ơi. Đâu? Xin lỗi. Trời ơi! Ông sẽ tâm bậy tâm bạ, người ta tưởng tôi đá dầm chắc trời. Vậy vậy trời? Dạ. Không còn. Hả? Không còn. Cho tôi cái kìa. Dạ đây. Ừ. Cái gì vậy? Hôm nay nhổ răng sắp à. Rồi cái miệng này chắc bỏ cả ký bông gòn của bác sĩ. Yên tâm. Dạ. Có 5-6 kg lần mà. Dạ. Hả miệng ra. Hả miệng ra. Nè, tôi nói cho anh nghe, không có cái nghề nào mà căng thẳng bằng cái nghề nha sĩ hết trơn. Ừ. Bác sĩ gặp bệnh nhân á thì chỉ nói sơ sơ rồi bác sĩ viết toa. Ừ. Còn tôi gặp là phải làm. Ừ. Khổ lắm mình biết không? Ừ. Thấy không? Đau răng, nhức răng, chân răng bị ngứa, răng vàng. Tới thì kiếm nha sĩ hết. Tôi khổ lắm. Tám răng là niềng răng nè, thấy không? Đủ thứ tối ngày thấy toàn răng. Về làm mơ cũng thấy răng. Cho nên tôi bị dễ bị nổi điên lắm. Lâu lắm bác sĩ ơi, vậy cho lẹ nè. Rồi đó, rồi đứng yên đi. Vô phước cho thằng nào ngồi trước cái mặt nha sĩ mình nói nâu đi. Đừng có chống cự, nát chết bây giờ. Trời ơi, gõ mà nó gãy vậy chắc quanh banh hàm còn nhỏ quá. Nhổ trước đi bác, nhổ từ cái trước. Dạ. Dạ bác sĩ, cái kìm này em bữa nhổ cho gót guốc. Hãy khoan trước. Được rồi. Dạ. Cô nhắc tôi mới nhớ. Dạ, để em. Trời ơi, người làm gì khóa cửa? Vậy mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, đi ra coi cô. Anh ơi, trời ơi, anh ơi. Ủa anh Hàm, trời ơi ướt hết, lấy khăn chậm. Cô ơi, anh Hàm ơi, có sao anh Hàm ơi? Nè khăn là bác sĩ. Trời ơi, ướt trời ơi, rồi chậm ngay bùng binh quận nhất luôn rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, anh làm gì bác sĩ đó bác sĩ ơi? Vậy? Tôi chết rồi. Tôi còn sống hay tôi đã còn, chết? Còn sống. Đây là đâu? Đây là đâu? Anh Hàm ơi, thiên đàng hay địa ngục? Tán tôi bạc tay coi. Thấy trắng trắng, thấy thiên thần là biết thiên đàng rồi. Tán bạc tay coi. Tán bạc tay nữa. Mở ra cho người ta. Trời ơi. Cần em đạp vô mặt cho tỉnh không? Khỏi coi. Đau quá là tôi biết tôi còn sống rồi. Mừng quá tôi còn sống rồi. Trời ơi. Ôi cái hàng rào chỗ cái đuổi đó. Buồn ra. Em quá, em quá, em quá. Anh làm cái gì vậy? Anh á. Ai cho em mồm đó. Anh đi vô trong, anh Hàm ơi, anh vô trong. Anh vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo nha, tôi xin lỗi anh. Sao cô luôn vô trong. Ừ, anh đi vô trong anh rửa anh mặt cho tỉnh táo. Đường này nha. Là thiên đàng nè anh. Ừ, đường này là địa ngục, đường này thiên đàng. Trời ơi anh làm cái gì vậy anh? Còn hỏi nữa hả? Đừng có bộ ngây thơ nghe chưa. Em
chạy bộ cái gì chứ. Anh bữa nay anh ghê gớm dễ sợ luôn. Bà gan quá. Bà dám hẹn tình địch ở đây. Tôi hẹn tình địch là ai? Tình của bà, địch của ổng. Trời, ai tình ai địch? Tôi đâu biết ai địch ai. Trời ơi, cô ấy nha. Tôi sao rồi có. Bà hẹn họ ở đây nè, anh ra ông bác sĩ mới làm vậy á. Hẹn họ ai? Hẹn họ ông Nguyễn Công Hàm. Rồi tôi hẹn ông Hàm tôi đâu có chối đâu. Trời đất ơi. Cái gì? Trời ơi, ông nha sĩ thấy chưa? Hẹn họ, hẹn trai mà không có chối. Em nói rồi, lấy em chịu. Em không hẹn ai đâu nè, lấy em đi. Anh. Im đi. Em hẹn anh Hàm mấy tháng nay. Sao? Hẹn mấy tháng? Ờ? Hẹn một tháng là banh xác rồi. Hẹn mấy tháng? Thằng quỷ nó có cái bàn nào thấy khủng khiếp không? Hẹn mấy tháng là nó bào tới cùi. Trời ơi. Anh nè, anh Hàm á là chuyên gia địa ốc uy tín, cho nên em nhờ anh tìm một căn nhà ở biển yên tĩnh. Hả? Trời ơi, nhổ bao nhiêu cái răng bây giờ vợ lấy mua nhà ở với trai, mà trai trẻ nữa mới chết. Trời ơi, thì ra là cô nó lấy hết tiền riêng một tôi để mua nhà cho nó đúng không? Em mua nhà cho anh. Cái gì? Cho tôi? Em lấy tiền em đao tiền nhà, tại vì 2 tháng nữa là sinh nhật 50 tuổi của anh rồi, anh biết không? Dạ khoan bà bác sĩ, cho em quay em nhìn. 50 đấy hả? Quay lại đi nhìn như sáu mấy 70 vậy cha. Sẽ dữ vậy, cắn lên. Tao mua nhà cho ông kìa, cắn lên. Anh á, em tính á là cho anh nghỉ hưu sớm, hoặc một tuần anh làm 2 buổi thôi. Tại vì nghề bác sĩ á 70 tuổi còn làm được, còn ngành nha sĩ như anh á lớn tuổi một chút là rung tay rồi, làm sao mà nhổ răng cho người ta được. Dạ đúng rồi đó. Dạo này nha sĩ cũng rung dữ lắm. Bữa ông nhổ cho em 4 cái mà ông nhổ lộn thành 5 luôn á. Đó. Đó, anh thấy chưa? Tới chừng lúc đó đó là hai chồng mình có một căn nhà tại biển mà nghỉ dưỡng. Bây giờ anh làm hư chuyện của em, mất mặt anh là mất mặt em luôn nữa rồi đó. Mất mặt tôi luôn. Cô á nha, cô nói ra nói vô về chồng tôi như vậy nè. Em không có nói, em đâu có nói gì đâu, em chỉ có suối thôi à. Em biết gì đâu nói. Trời ơi, đi vô coi người ta làm sao dẫn ra đây coi. Anh Hàm, anh có sao không anh Hàm? Anh Hàm ơi, anh đừng có buồn, có gì em hiến thân đền đáp cho anh. Tôi đi bà nội. Trời ơi, thấy cái đẹp cái tùm tướp như cướp vậy à. Chân ngắn có hạn thủ đoạn bao la là cô á. Cô á, bây giờ còn phải đi thẳng tới viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi. Cô tút lại đi, qua mai tôi suy nghĩ lại. Anh Hàm ơi, tôi xin lỗi anh đừng có giận nha anh Hàm. Xin lỗi cái gì? Cô đó, vì giúp cho cô mua căn nhà mà xích xúc tôi mất mạng, cô thấy không? Bây giờ cái tiền quê ông tôi phải lấy đầy đủ. Nói thiệt rồi, bực mình. Tôi là công Hàm mà, chồng cô xích xúc xuống làm tôi còn cái Hàm không mà. Thôi mà anh Hàm, anh đừng có giận. Tại vì tôi nóng nảy quá, tôi ghen thầm bậy, tôi hiểu lầm, xin lỗi anh nha. Anh hỏi bỏ qua giùm. Em à, em đừng có giận anh nha. Giận anh sao không giận? Hai vợ chồng 20 năm sống chung với nhau rồi mà anh còn nghi ngờ em nữa. Anh biết là em thương anh lắm không? Anh biết. Luôn cả cái tính mà lười thay đồ của anh em còn thương. Chịu cái mùi chua của anh 20 năm rồi em còn chịu mà. Em chịu 19 năm rồi đó. Chua dễ sợ. Vậy mai nghỉ đi. Dạ không, mai mửa tiếp, đừng đuổi em. Mai mửa tiếp yên tâm. Nhân viên của anh này vậy đó. Đó, không phải hở hở một chút cái là mình bỏ nhau. Bởi vì ông bà xưa mình có câu là chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Đây á là nét đẹp Á Đông đó. Anh biết mà. Thôi anh xin lỗi nha, đừng có giận. Nhưng mà anh tức. Anh vẫn còn tức một chuyện. Tức cái gì? Hồi đó vợ không bao giờ em giấu anh cái chuyện gì. Bữa đó em nhắn tin em lén lút ở trong nhà bếp, em làm vậy là sao? Trời anh ơi, em mà có tình ý gì em đâu có để điện thoại khơi khơi cho anh thấy. Người ta bây giờ đàn ông hay đàn bà mà có ngoại tình phải có 2 cái cell phone. Một cái là để xài bình thường, còn cái thứ hai á để thách với gọi cho tình nhân, biết không? Bây giờ em có 1 cái à. Chừng nào em có 2 cái á, lúc đó đó. Ủa sao bà kỳ, bác sĩ kỳ kìa bác sĩ. Tôi có 6 cái mà sao cũng chưa có ai trơn. Nhắn xói xả, trời ơi, nhắn banh sim luôn á. Cô có 100 cái, còn không có ai lấy cô đâu. Nè, bây giờ em có 1 cái thôi ha. Chừng nào em có 2 cái á, lúc đó đó anh khóc hận là vừa. Anh biết rồi. Em là chung thủy với anh mà. Điện thoại rung quá bác sĩ. Alo. 2 cái. Em nghe nè. 2 cái lấy em là vừa. Hả? Em có 2 cái phone. Anh chết rồi. Anh ơi. Ê, bác sĩ, anh, bác sĩ. Mua cho anh. Anh ơi, cái phone này em mua cho anh ơi, cứu. Hô hấp nhân tạo đi, phải hô hấp nhân tạo.
rồi phải hô hấp nhân tạo thôi. Phải thoát khỏi. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Để cứu bác sĩ. Trời ơi, tỉnh liền. Vô nghe cái hơi hơi tỉnh rồi. Chết tôi rồi. Rồi, sáng sớm thấy cái mặt là hãm tài đó. Sao không lo buôn bán rồi đứng đây chi vậy? Hôm nay là ngày day off của ta mà. Off off có gì phải đi buôn đi bán đi, lẹ lên. Trời ơi, coi kìa, tôi ra đường thấy chồng con người ta tôi phát ham. Còn chồng mình là suốt ngày cứ dày dày dày. Mần ăn gì được. Đi đi, lẹ lên. Bán rồi có ma nào nó mua đâu. Đó, thấy chưa, tôi đã dạy bao nhiêu lần rồi. Buôn bán là phải có mánh khóe, biết không? Sao buôn nhân biết tao không có mánh khóe? Đâu đưa tôi coi coi. On sale 50%. Trời ơi. Buy one get one free cũng có ma nào mua đó. Thôi được rồi, vậy đi nè. Đó, để đây đi đó. Rồi, đi buôn đi bán cho tôi lẹ lên. À mà đâu. Cái gì? Chứ giờ làm sao ta bỏ được cái nghề bán bánh bao này nè. Chứ sao? Vì đây là cái nghề gia truyền của nhà ta mà. Từ thời bà cố nội ta đến thời thân mẫu ta, ai chết cũng đòi chôn theo một cặp bánh bao ấy. Nói sao thừa quá. Ai chết mà không chôn theo cặp bánh bao. Bây giờ đi đi. Thôi được rồi, ta sẽ đi. Ừ. Nhưng mà nàng nghe ta dặn nè. Sao? Trưa nay đó, em ta là võ tòng. À. Sẽ từ kinh đô về đây thăm ta. Nàng nhớ làm cho ta một bữa nhậu. Cái gì, cái gì? Quang quang đã. Võ tòng hả? Đúng. Trai hay gái vậy? Trai. Trai hả? À. Nhưng mà nó có tật giống chàng không? Có. Trời ơi, gia đình gì mà vô phước dữ vậy trời. Thôi, ta gù lưng, còn nó gù gái. Thế nó gặp cái đẹp nó gù. Cái đó mà tật cái gì, cái đó người ta gọi là tài. À, nhớ làm cho ta một bữa nhậu thịnh soạn nha. Rồi được rồi, à. Tôi đi buôn đi bán á, chú để tôi lo cho. Thôi tôi ta đi ạ. Ừ đi đi, lẹ lên. Ê khoan khoan, nó nghe, tôi về đi. Đừng để đây nè, đây nè. Đó, treo như vậy nữa ha. Đó, ai thấy ông rẻ mua giùm tôi cảm ơn, đi. Thôi ta đi. Xa siêu bao, cày bao, nhìn dùng bao. Cái gì vậy? Nương nương có nhạo nương nương. Ê ê ê ê ê, cái gì vậy? Trời ơi, bà làm gì bà mang quá trời vậy? Ôi, mệt quá nương nương ơi. Sao? Wow. Nương nương. Cái gì? Ủa, trời sao nay nương nương đẹp dữ vậy nương nương? Đẹp không? Đẹp quá trời. Nương nương. Hả? Da nương nương xích gì mà đẹp dữ vậy? Đâu có xích gì đâu. Hàng ngày tôi đắp dưa leo không à. Ủa sao tôi đắp dưa leo mà sao cái mặt tôi kỳ vậy? Trời ơi, bà đắp dưa leo sao chịu nổi, bà đắp dưa hấu vừa. À vậy nương nương. Nương nương, bữa nay nương nương rảnh không? Rảnh chứ. Có người đợi nương nương bên nhà tôi á. Vậy là có độ rồi. Đi. Chết chết. Không được, không được. Sao? Bà ơi nó nghe nè. Hôm nay á, có Võ Tòng là em chồng của tôi về đây thăm tôi. Nó phải sửa soạn nhà cửa đón tiếp em chồng, không có đi được. Tôi biết rồi, cái thằng Võ Tòng chứ gì. Ủa? Sáng tôi lên chợ huyện á. À. Tôi nghe dân làng người ta đồn tùm lum á. Đồn trời sao? Ơi, nó mạnh lắm nương nương ơi. Tay không mà nó bắt cọp đó nương nương. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Ủa, mà người ta nói á hả, cái thằng Võ Tòng này nè, nó là very very handsome. Nó đẹp lên như là cái thằng Võ này lan chồng của nương nương. Trời đất ơi, tôi gặp hồi nào đâu mà tôi biết. Ủa vậy hả? À. Trời ơi, vậy là mừng quá rồi. Dương bà ơi, nó nghe nè, làm gì mà tặng tôi nhiều quà quá vậy? Mà tính tôi thì cái gì tôi hay nể lắm, biết không? Cho là tôi nhận, cho là tôi nhận. À, cảm ơn Dương bà nghe. Nương nương ngại thì tôi đem về. À, không, không, tôi nhận, tôi nhận. Dạ. Nè, cái này đâu phải của tôi nghèo thấy mồ làm gì có tiền mua mấy này. Của đại nhân Tây Môn Khánh tặng. Tây Môn Khánh tặng nương nương đó. Nương nương biết không? Sao? Đại nhân Tây Môn Khánh hả? Mỗi lần đi qua đi lợi thấy nương nương, đại nhân Tây Môn Khánh nổi lòng tà gia, nổi lòng ái mộ. Cho nên nhờ tôi giới thiệu nương nương cho ổng. Mấy cái này là của ổng tặng nương nương đó. Cái gì đó, cái này gì nè. Đó, nhục thung dung nè, hải sâm nè, tắc kè nè, rồi đương quy nè, rồi ngầu pin. Á này của tôi.
Lụa Tiền Hải gắm cháu xin là có ổng không đó nương nương. Nhưng bà ơi, tự nhiên cái đại nhân cho tôi chi vậy? Trời ơi, đại nhân Tây Môn Khánh nói là nương nương dễ thương quá. Mà đại nhân Tây Môn Khánh là người giàu nhất cái huyện này, bộ nương nương không biết ha? Không, nhưng mà ổng làm gì mà ổng giàu dữ vậy? Trời ơi, ổng có cả 100 cây xăng ở quận Cam này nè hen. Ổng có cây cả mấy chục trại hòm hen. Ổng có mười mấy hãng phân vậy đó nương nương. Trời ơi, em uổng phân, em uổng hòm quá. Vậy em là gái đâu có chồng rồi. Ấy, đâu có sao đâu. Ổng nói với tôi rồi, có chồng thì mặc kệ có chồng, còn duyên anh ẩm anh bồng anh sương sương. Ổng cũng có vợ vậy chứ bộ. Vậy hả? Bên có chồng bên có vợ vậy một điều. Thôi vợ anh vậy ha. Sao? Bị kẹt cái độ võ tòng em chồng đó. Cái bà về bà nói lại với lại Tây Môn Khánh á là cho tôi cái hạn trễ trễ được không? Giờ nào? Cỡ coi như là chiều tà xuống là tôi tà tà tôi qua tôi phục vụ liền à. Bóng chiều tà là giờ Thịnh. Vậy giờ Thịnh nghe hả? Bây giờ tôi về ha. Rồi. Nhưng mà nè, đại nhân Tây Môn Khánh đó nói nương nương á vừa đẹp nè, vừa dễ thương nè, mà lấy nhầm võ đại lang á vừa già vừa xấu vừa bất lực nữa đó nương nương. Nhưng mà bà nói tôi cũng chạnh lòng á. Bà biết sao không? Hồi mà tôi mới đậu Á Hậu Long Beach á, thì xong tự nhiên tôi thèm ăn bánh bao. Ổng bán bánh bao, ăn có cái bánh bao mà dâng cả đời cho ổng vậy á. Rồi bây giờ tôi khổ quá, tôi muốn thoát ra nhưng bà ơi. Dễ lắm. Ở với chồng mà không có hạnh phúc á thì cái cách duy nhất là thuốc cho nó chết mẹ nó cho rồi đi. Hả? Má tôi lỡ lời nha nương nương. Nhưng ba tôi lỡ lời. Coi như tôi chưa nói gì hết á. Đừng bỏ quan mắt tôi. Nhưng ba. Đừng bỏ quan mắt tôi. Nhưng ba. Dạ. Tại sao Dương bà? Dương bà nói trễ quá vậy. Trời ơi, diệu kế. Làm tao hết hồn mà. Sao? Đây, tôi là người hay làm phước lắm. Tôi thấy ai mà có chồng có vợ mà không hạnh phúc mà chán chồng chán vợ hả? Tôi ra tay cứu giúp liền. Sao? Có đồ chơi liền. Đây. Sao? Cái gì? Đây, làm phước đây. Cái gì vậy? Đây là tử hà sa hen. Ừ. Một muỗng cà phê thôi hen. Ờ. Chinese Viagra hen. Vậy là một muỗng cà phê thôi là sung sức cường thân kiện thể vô cùng. Tử hà sa. Đây là tử hà bá. Rồi. Cái này á hả, cũng một muỗng cà phê poison. Ừ. Cái này là thuốc độc. Một muỗng cà phê thôi Tào Tháo rượt chạy tới chết luôn. Dữ vậy đó hả? Nhớ nghe nương nương. Coi như là tử hà sa. Cái này là Viagra. Yeah. Cái này cho người mình thương. Yeah. Tử hà bá cho người mình ghét. Yeah. Tử hà bá này cho chồng uống. Đúng. Tử hà sa là cho những trai. Người trai trong làng. Thôi bây giờ tôi về ha. Rồi. Nương nương, tôi nói nương nương nghe nè. Cái gì? Bây giờ tôi về tôi tránh mặt nha, để thằng võ tòng nó về á. Trời đất ơi, cọp nó còn đánh nó tôi nhầm nhòi gì nương nương. Rồi bà về nghe. Chết càng nghe. Rồi. Ok, giờ tôi mai nương nương nha. Rồi. Bây giờ tôi báo tin mừng. Nó không chờ tôi nghe. Rồi. Tử. Đoán không lầm là võ tòng phải không? Bị mới vô bắn tùm lum là biết chú rồi à. Còn tôi á, Phan Kim Liên, phu nhân của võ Đại Lang đi nè. Ê, cái này không phải Phan Kim Liên đâu đó nha, mà là Phan Kim Tây đó mà. Mới gặp phu nhân Kim Tây đâm nhói vào tim rồi đó hả? Giáo đồ võ tòng tham kiến đại tẩu Phan Kim Liên hả? À, dạ, mời ngồi. Thế đừng khách sáo mà. Trời ơi, chứ đi đường xa vậy có mệt không? Có cần có cần nước giải khát không? Hay là, đúng rồi, hay là lấy khăn lạnh cho chú nghe. Hay là chú có cần cái gì đầu phộng rang hay cái gì không? Ê khoan đã. Cái gì vậy? Quên, tiền tiếp. Tẩu làm giống sugar quá. Ôi. Hễ em đào lãng qua lãng lại là có tiền tiếp. Trời, nếu mà có tiếp thì phục vụ ân cần hơn. Chú ơi, từ triều đình về đây mà trời ơi chú đi gì lẹ dữ vậy? Đi bằng xe hả? Không, tao đi bằng cái này. Ồ, chở lông gà.
không? Cái này gọi là tuấn mã của ta đó. À, tuấn mã đi hả? À. Thôi bây giờ như vậy nè ha, chú biết không, chú rộng rãi quá trời của đất luôn vậy đó. Hèn chi ha, danh tiếng chú cả cái làng cái xóm này đồn quá trời luôn vậy đó hả? À, thì ra là vậy. Ừ. Hèn chi lúc nãy tay mới vừa về tới đầu làng thôi. Ừ. Cả làng kéo ra lo ố um sùm mà. Làm sao? La là kia cội, dễ tông vô, dễ tông vô đó mà. Là cái gì? Là có kìa, võ tông về đó mà. Thôi chứ ngồi đi nghe. À, đúng rồi. Võ Đại Lang sắp về rồi đó. Ê, tới giờ phút này không cần Võ Đại Lang nữa rồi. Trời đất ơi. Tại vì ta thật lòng thương thương mến mến cảm cảm đại tiểu thơ rồi đó hả? Thiệt vậy đó hả? À, hèn chi, Mạnh Tử có câu, xa quê hương nhớ mẹ hiền. Trời ơi, chú có hiếu quá ha. Còn ta thì xa quê hương nhớ chị dâu. Chú này bất hiếu quá à. Bất hiếu cái gì? Dạ chú. Chú ơi, nghe làng xóm nói là chú sung sức dữ lắm phải không? Coi như chú có một mình chú tay không mà chú giết được cọp phải không? Nói tẩu tẩu đừng nói ai nghe nha. Đâu có giết được đâu. Con cọp bị ai bắn gần chết rồi. Chết đâu không chết. Chết với chân ta. Ta giác về đem về tới đầu làng. Cả làng tưởng ta là Võ Tòng Đã Hổ. Đặt ta danh hiệu là Võ Tòng Đã Hổ. Chứ ta không phải Võ Tòng Đã Hổ đâu. Ta là Võ Tòng Đã cái kia kìa. Chú này thiệt tình à, có duyên hết sức vậy đó. Trời ơi, giá như mà tôi gặp chú trước thì tôi đâu có thèm lấy anh chú đâu. Cái con ngựa này. Hả? Trời ơi, chú nói ai con ngựa vậy? Không không, con ngựa tưởng như vợ chứng. Chú, con ngựa mà đỏ quét về chắc là cũng lên máu dữ lắm rồi đó. Ta còn lên huống chi con ngựa. Nhưng mà chú nè. Hả? Cho hỏi thăm câu được nữa không? Câu gì vậy? Coi như là chú đó với là anh chú với Võ Đại Lang đó. Trời, anh chú thấy mà ghê à, còn chú thấy mà mê à. Vậy hai người có phải hai anh em ruột không vậy? Ta với Võ Đại Lang là hai anh em ruột. Ừ. Nhưng mà cùng cha khác ông nội. Chú, ta rất là tiếc. Tại vì đại tẩu bây giờ dán đóng hồn rồi. Biết đâu mà gỡ hả? Trời ơi, gỡ làm chi vậy? Cột luôn cho rồi đi mà. Lại đây. Có phải vậy không? Lại đây mà. Ai à? Ồ, đây là. Đại ca. Hiền lệ. Trời ơi, đại ca. Đại ca, lúc này không gặp khỏe không đại ca? À, ta vẫn khỏe. Ê, hiền đệ lúc này uy tín lẫy lừng quá nghe. Tay không chặt đầu cọp nha, ta được tiếng thơm lây đó. Phu nhân, vô pha cho ta bình trà Thái Đức nha. Mang ra đây cho hai anh em đầu uống. Đại ca. Hả? Mới gặp đại ca chú uống trà Thái Đức tối sao ngủ? Ê, tối nay hai anh em mình thức để tâm sự chứ. Ồ vậy hả? Phu nhân, vô pha nha. Biết rồi, đi nha chứ. Hiền đệ ơi. Trời ơi, họ hàng anh em chết hết rồi. Còn có mình Hiền đệ, ta gặp Hiền đệ, ta mừng quá Hiền đệ. Dạ. Yeah. Thôi đi. Đi đâu đây ca? Đi. Đi đâu? Đi về đi. Ủa? Sao về đây ca? Để ở đây nè, ta nghi quá, không bảo đảm. Nghi gì đây ca? Thôi ta biết rồi, thôi đi về đi. Không, đại ca ơi. Em tính là về để chơi, mới đầu em tính là về để chơi 3-4 ngày mới đi. À. Nhưng mà về anh đổi ý kiến rồi. À, hay, về đi. Em ở đúng 9 tháng 10 ngày mới đi. Hả? Ở chơi mà đâu sao đại ca. Sao vậy? Không được đâu. Nhà ta có một phòng mà. Rồi đệ ngủ ở đâu? Trời ơi đâu sao đại ca. Nhà có một phòng á. Thì tối em biết chỉ ngủ trong phòng. À. Đại ca ngủ ngoài. Vậy. Lộn. Đại ca ngủ trong phòng. À. Em biết chỉ ngủ ở ngoài. Yeah. Lộn. Gặp đại ca mừng quá em quên. À. Để cho chỉ ngủ trong phòng. À, đó. À. Em với đại ca ngồi ở ngoài. Uống trà Thái Đức nhắm chỉ ngủ. Không rồi. Sao vậy? Trời ơi, hàng xóm người ta dị nghị chết. Thôi đệ về đi. Dị nghị gì đại ca? Không rồi. Nhưng mà nói đại ca nghe nè. Công nhận đại ca hay hơn em nha. Dứt được bà đã quá ha. Nhưng mà tội nghiệp có tật. Ai? Không có xương sống. Đứng nói chuyện với em lạng qua lạng lại vậy nè. Không phải. Vợ ta mê nhảy đầm lắm đó bà. Trời ơi, bà giờ đó. Thôi đại ca ơi. Tướng đại ca em thấy hết xí quách thì sao chịu nổi bà? Sao để biết ta hết xí quách? Trời, cả kinh thành ai cũng biết hết rồi đó. Cả kinh thành biết sao ta không biết? Nhưng mà tao không biết mà tôi biết nè. Phu nhân. Chú cầm giùm cái ly đi chú. Đại ca. Mời chú. Tiếp nữa. Ai phục vụ ta tiếp à, quen rồi.
À uống đi hiện đại. Dạ. Thôi được rồi, đủ rồi đó, hàng nguyên vậy được rồi, tôi đi đi, chú để tôi lo cho. Tôi nói rồi, đi buôn đi bán đi, chó để tôi luôn. Hả? Con, chú để tôi lo. Hiện đại ơi. Dạ. Giờ ta đi nha. Dạ. Hiện đại ở nhà chơi với đại nương nha. Dạ, thoải mái. Phu nhân. Dạ. Ra nghe ta dặn mà. Ôi, khổ. Khép chân vô coi. Ta đi bán á. Ừ. Ở nhà. Sao? Không được để cho thằng nào nó dê nghe không? Dê quá. À không, ta lộn. Gì nữa? Nàng ở nhà không được dê thằng nào nghe không? Hiện đại. Ra đây. Dạ, dạ. Đây ca, đây ca, đây ca. Đưa đây nè. Sao đây ca? Ở cái nhà của đại ca đó. Dạ. Cái nào ăn là ăn. Cái nào cúng là cúng. Nhớ không? Dạ nhớ. À. Cái nào ăn là ăn. Đúng. Cái nào cúng là cúng. Đúng. Cái nào chặt được thì chặt. Hả? Không, giỡn. À, dạ. À, thôi ta đi. Thôi mà thôi đi theo ta đi. Sao vậy? Không được đâu. Để nhà người ở nhà là ta không yên lòng nhắm mắt. À, ta không yên lòng đi bán. Thôi dạ. Đi, đi theo ta. Đi đại ca. Đi. Thôi đại ca đi trước đi. Ừ. Đi đâu vậy đại ca? Đi bán bánh bao. Nữa. Đi theo ta. Đi trước đi đại ca. Đại ca đi trước đi. Đi nhớ trước. À. Để em lo. Nhớ ta dặn không? Ăn là ăn, cúng là cúng. Ta đi nha. Dạ. Mà chắc không? Chắc đại ca. Nghe nhớ ta dặn nha. Em đi theo. Ta đi. Dạ. Cái ông này tối ngày ra lường lo bánh bao mà ở nhà có hai bánh bao không chịu lo. Đại ca chờ em đi nữa mà. Ủa nó mất tiêu rồi. Trời ơi lẹ đi đã nhân. Trời ơi lùng sao đi lẹ dữ vậy bà. Ngồi đây đi. Trời đất ơi tội nghiệp ghê vậy đó. Sao mà run rẩy dữ vậy. Mới có 28 tuổi mà tưởng như 82 tuổi vậy đó. Ai nói bà hai ta 82? Chứ gì? 28 chứ. Sao rung dữ vậy? Tại là tối hôm qua ta tới Hồng Lâu Mộng á. Để xả. Xả gì? Xả dao. Trời. Bà chuyện làm ăn với mấy ông quan lớn trong huyện mình đây nè. Bị thức cả đêm á cho nên ta mới rung dữ vậy chứ. Bình thường ta đâu có tệ dữ vậy. Tội nghiệp ghê vậy đó. Nè. Sao? Đã biết sáng nay đi gặp Phan Kim Liên rồi còn đi xả dao chi cho rung dữ vậy? Ờ. Bây giờ đại nhân ngồi đây nghe. Tôi kêu Phan Kim Liên ra đó nghe. Mày khoan Dương bà. Gì nữa? Cầm giùm con chim của ta chút câu. Trời, cầm cái lồng chim mà nói làm ta tưởng. Bà thiệt tình. Nương nương. Nương nương. Hả? Trời ơi, nghe cái giọng sao chắc chị không nổ à. Sao vậy? Rút rút giúp giùm. Xăm. Không phải bên này. Cái này cái gì? Xăm cao ly. Rồi ngậm liền đi. Ừ. Trời ơi nghe cái giọng dạ không đã thấy ngậm xăm rồi à. Dạ. Chào Dương bà. Dạ. Dạ em xin chào. Chào cụ. Hả? Trời. Trời đâu có phải đâu. Nó nghe nó nghe. Sao tự nhiên Tây Môn Khánh Đông đưa ông nội Dương bà tới chi vậy? Ây da, đâu phải đâu, cái này là đại nhân Tây Môn Khánh đó nương nương. Đại nhân trời Tây ơi, Môn Khánh. Coi vậy chứ mới có 28 tuổi hả? Ôi vậy hả? Vậy thì chào lại. Dạ. Chào anh. Dạ, tại hạ Tây Môn Khánh, đệ nhất phu dâm. Hả? À không. Đệ nhất phu dê. Chứ trà lộn. Thôi được rồi, bỏ nó. Đệ nhất phu gia. Dạ. Xin hân hạnh ra mắt cô nương. Dạ. Dạ, còn tiền nữ đây là Phan Kim Liên. À. Á hậu Long Beach. Hả? Gì vậy Dương bà? Yến Yến, nước miếng Yến. Thôi. Kim Yến. Dạ. Dạ, xin ra mắt đại phú phú dạ. Phú gia. Phú gia, nói chậm quá là xả lộn. Trời, cái gì đây nè? Uổng chim của ai vậy? Chim của Tây Môn đại nhân đó nương nương. Trời ơi, con chim dễ thương quá ha, cho sợ chút được không? Được. Đừng lờ nó sợ. Con chim này nó ngộ lắm nghe không? Nó không có biết bay biết khóc mà nó biết bơi biết lội. Ở bên Tàu á nó kêu bằng con chim đa đa. Còn ở Việt Nam mình nó kêu bằng con vịt. Lớn nhá con, lớn lẹ lẹ để ta còn đánh cái canh để nhậu. Đại nhân Tây Môn Khánh á là người rất là yêu mến chim, rất là thương súc vật. Trời ơi, ở nhà đại nhân Tây Môn Khánh đó nghe nương nương. Trời ơi, nuôi cả trăm cả ngàn con chim đủ loại vậy đó. Có
có nghĩa là đại nhân thích nghe tiếng chim hót phải không? Ví dụ như là Ủa, hồi nãy lúc đầu là tiếng chim hót, lúc sau là tiếng con gì vậy? Dạ, thì lúc đầu là tiếng chim hót, cái về sau nó là tiếng con vẹt đó. Đúng, con vẹt rồi, vẹt rồi chắc bị xỉn. Đúng, tuy ta là một đại phú gia, nhưng ta rất là yêu nghệ thuật. Sáng nào cũng vậy, ta đều ngồi sau giường uống sữa dê mà nghe chim hót. Mà hễ con nào sáng hót hay á, thì trưa chiều người ta bắt nhổ lông đem roti để nhào. Thầy Lương, đại nhân Tây Môn Khánh á, trời ơi, chẳng những nhà giàu nha, mà còn văn học nghệ thuật, văn hay chữ giỏi nữa. Mà nói đó hả? Thơ đường, thơ muối gì đại nhân thuộc hết trơn, hết trọi á, nương nương. Vậy đó hả? Thơ đường, thơ muối thì ta không biết, nhưng mà ta rất là mê thơ của TT ca hát. Ví dụ như là, người ấy thường hay vuốt tóc tôi, tóc có mắt rộng, vuốt hoài chỉ rụng tóc đi thôi. Hay quá. Bà bảo rằng tóc giống như tim gãy. Gì vậy? Em sợ tình ta cũng gãy đôi. Trời ơi, mà làm gì mắt mà chết dữ vậy bà? Bộ tính dê tôi hả? Mà đại nhân thấy tôi ngâm hay không? Không hay. Hay hết đi luôn không? Đại nhân ngâm hay quá, còn mẹ này hơi bị đơ đi ra. Trời ơi, đại nhân bây giờ đúng không? Gì vậy? Trời ơi, tôi còn một bài thơ này hay lắm, không có đơ, để tôi ngâm cho hai người nghe nha. Sao? Thôi bà, thôi đủ rồi. Gì vậy? Nhiệm vụ của bà đây là chấm dứt rồi nghe không? Thì đúng rồi. Làm ơn giọt lẹ để tôi còn làm ăn nữa chứ. Tiền hả? Tiền người ta không có đâu, người ta có cái này nè. Gì vậy? Chờ chút, nhát kỹ vậy? Quá. Nè. Gì vậy? Ngầu biến phơi khô. Cái gì vậy? Về sắc thuốc uống cho nó khỏe. Ra ngoài canh trình giùm tôi. Vậy cũng được, nhưng mà nè, tôi nói đại nhân nghe nha. Có ngâm thì ngâm cho lẹ lẹ hen. Có dê thì cũng dê cho lẹ lẹ nha. Để thằng Võ Đại Lang về là trào mới họng nha. Bây giờ tôi ra ngoài tôi canh đó. Đừng có lo nè. Sao? Chừng nào nó về nhớ ho mấy tiếng báo hiệu nha. Ok, sure. Đi đi. Đi nha. Liên em. Một anh. Trời ơi. Ủa sao về lẹ dữ vậy? Sao về lẹ vậy? Chỗ nào vậy? Cái gì? Không có. Cái gì vậy chứ bà? Cái gì vậy chứ bà? Sạc thuốc lào. Trời. Giờ tôi ra tôi canh nó nghe. Rồi. Trời ơi, bà này làm tao hồi hộp quá. Nó nghe nè. Thôi đại nhân ngồi đây đi. Trời ơi, làm cái gì mà rụng tùm lum tùm la vậy đại nhân? Gặp người đẹp mà nó rụng mà. Vậy hả? Đại nhân. Gì? Khỏe không? Khỏe chứ sao không khỏe. Đi từ đó tới đây có mệt không? Mệt chứ sao không mệt. Có cần khăn lạnh không? Cũng cần chứ. Đậu phộng nóng không? Cần luôn. Ủa nãy giờ nhắc hoài mà sao thấy thiếu vậy? Thiếu gì? Tiền tiếp. Này tiền lì xì mấy đứa nhỏ cho nàng hết luôn. Trời vậy mới sành điệu chứ. Đại nhân. Ừ, nè. Ta nói cho nàng nghe. Bỏ cái thằng chồng tật nguyền yếu đuối của nàng đi nghe không? Sao vậy? Lấy ta đi. Nàng muốn cái gì á là có cái đó. Mà nàng muốn cái khó đó thì ta cũng chịu. Ta khỏe mạnh như vậy nè. Nàng không lấy, nàng đi lấy thằng vậy nè. Ôi, đại nhân, đại nhân. Đỡ môn vậy Liên ơi. Đây đây nè, đây nè. Sao hoạt động chút xíu mà sao mệt quá. Trời ơi. Trời ơi. Tôi chết rồi. Lấy dùng xăm. Xăm hả? Ừ. Trời ơi xăm. Rồi cái gì dài thon vậy nè? Xăm qua kỳ. Xăm qua kỳ dài hơn xăm cao ly. Trời ơi. Chút là tỉnh liền. Xong chưa? Ta nói cho nàng nghe. Sao? Ta có 5 cái trại hòm. Ừ? Cho nàng cái. Còn lại 4 cái đó, nàng coi bà con cô bác của nàng ai cần á, ta tặng luôn, không có lấy tiền. Thôi em không muốn lấy hòm đâu, kỳ cục quá em không có lấy hòm. Trời ơi, hòm cho không biếu không mà chê nữa hả? Thôi. Trời ơi, hòm mà chê. Thôi thì vậy nè. Sao? Ta có 10 cái hãng phân. Ta nói thiệt, ta cho nàng cái. Nói thiệt với nàng nha. Phân của ta là ăn cho tới đời con, đời cháu cũng không hết nè. Con kia là có 10 cái. Trời ơi, đại nhân có 10 hãng phân. Cho em cái em ăn không hết. Còn 9 cái hãng phân, đại nhân ăn quá nhiều hàng thì cái mặt đại nhân ta nói vàng thè. Mặt ta vàng là tại vì ta đau gan, chứ không phải tại ăn cái đó. Vậy hả? Thôi ngồi xuống đi nè, tụi mình điêu tiếp nè. Giờ dày nghe. 2 hãng hòm, 3 hãng phân được không? Vô trong.
Bao nhiêu cũng được hết đó. Không có ai lại đây ngồi gần cái đi. Trời ơi. Có gì đâu mà giữ vậy. Hả? Gì vậy? Sao vậy? Không, làm lại. Hả? Gì vậy? Đại nhân ơi, đại nhân làm gì mà đầu gối mềm xèo lỏng le ngủ không được vậy? Chỗ chắc không ngồi, ngồi chỗ lỏng chi vậy? Chỗ này chắc nè, bắp dế nè. Ngồi đi, ngồi đầu gối chi lỏng. Trời ơi, ba bánh bao mà sao da nó lạnh như là sushi. Anh nói cho em nghe. Hả? Lấy anh đi. Rồi hai đứa mình như hai con vệt vậy đó. Đi bộ tới Vạn Lý Trường Thành để honeymoon. Rồi từ đó thẳng qua núi Sam Châu Đốc ăn bún mắm. Trời ơi. Rồi tụi mình sẽ... Lý tưởng quá ha. Như sao? Tay Môn Khánh về, Tay Môn Khánh về. Thôi để giỡn bà, để tao yếm mà. Trời, Tay Môn Khánh về thiệt mà. Tay Môn Khánh ngồi đây mà chứ bà. Ô quên, trời, Võ Đại Lang. Hả? Thì Võ Đại Lang về. Sao bà không ho? Bây giờ ho nè. Trời ơi, bây giờ sao? Giờ sao? Bây giờ về chứ sao? Về hả? Con chim của tôi sao? Cái đầu ông hả? Cái đầu ông nào cũng lo, chim ông để tôi lo cho. Đi. Chết rồi. Liên ơi, nhớ nha Liên. Thôi rồi. Hòn thân của Môn nha Liên. Rồi, Môn về đi. Ok. See you later. Làm cái gì mà về sớm dữ vậy không biết nữa. Bây giờ đau quá phụ nhân ơi. Cái gì? Cái gì đây? Ta đi bán. À. Giữa đường, đói quá. À. Ta lấy cái bánh bao ra ta ăn. Rồi. Ăn mới được có nửa cái. Rồi. Đau bụng quá chịu không nổi. Bây giờ phụ nhân có thuốc gì cho ta uống? Đau bụng phải không? À, đau quá. Thuốc hả? À, có thuốc. Nhà này làm gì có thuốc men gì đau bụng thì rắn mà chịu. Thuốc. Đau quá phụ nhân ơi. Thuốc. Trời ơi chàng ơi, em có thuốc rồi. Em có thuốc để cho chàng. Ngồi đi chàng. Ngồi đi nghe. Em vô nha. Em pha cho chàng thuốc chàng uống nghe. Thôi à, xa chiêu bao, cày bao, nhìn đùng bao, nhè đâu anh vô đi gặp Tào Tháo. Tử Hà Sa, Tử Hà Bá. Rồi chồng. Có chưa phụ nhân ơi? Cho Tử Hà Bá. Ây à. Tiêu chảy chết luôn. Chàng ơi, thuốc này chàng. Ơi, đây sao phu nhân lo lắng cho ta quá vậy? Em là vợ hiền mà. Chúc thượng lộ bình an nghe. Thank you. Đi cái đường đó là không có kẹt giao thông gì hết trơn á. Trời ơi, sao chết sớm dữ vậy trời. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, phu nhân ơi. Cái gì? Phu nhân. Phu nhân đẹp quá phu nhân ơi. Ôi. Ta chờ ta đi tắm đó. Hả? Dương ba. Dương bà ơi. Dương bà. Dương bà. Sao? Dương bà thấy rõ rồi hay. Cho uống Tử Hà Bá. Ừ. Tự nhiên cái xỉu. Ừ. Bật lên cười sằng sặc như một thằng điên. Sau đó đòi đi tắm có nghĩa là sao? Có nghĩa là đã chết queo chồng rồi. Thố thắm là nó nực, nó vô nó tắm nó chết rồi. Vậy hả? Bây giờ tôi về tôi báo tin mừng cho đại nhân Tây Môn Khánh biết. Dạ. Rồi. Trời ơi nhưng mà chết rồi. Tôi giết chồng tôi sao? Tôi giết. Đại tẩu. Tôi giết. À, đẹp trai quá, tôi chết mẹ cho rồi nha anh. Tòng. Đâu rồi? Tiêu rồi. Tiêu rồi hả? À, bây giờ tẩu với Tòng tới thiên thai nghe. Tới đâu tới liền. Bây giờ làm sao? Chờ chút xíu nha. Chờ uống nước giải khát đã. Chu đáo quá. Thôi. Tử Hà Sa. Chinese Viagra. Tòng. Ý quên. Cái gì? Tiền tiếp. Em nào phục vụ là tòng cho tiếp liền. Rồi. Xong chưa? Rất là. Trời ơi, tẩu ơi. Ừ. Bây giờ trước mặt Tòng, một tẩu, hai tẩu, nguyên chùm tẩu. Bây giờ ta muốn. Ừ. Đi chút xíu.
hết chưa? Chưa, còn cái đồ võ tòng kêu uống chờ chút đi. Mà nương nương cho uống cái gì vậy? Hả? Nương nương cho hai người đi uống cái gì vậy? Còn cái đồ võ tòng nữa chờ chút đi. Trời đất ơi, ta lỡ ăn hết hai củ sâm rồi. Hả? Bây giờ sao? Bây giờ nương nương bận quá, ấy tôi đỡ không đâu sao đâu. Hả? Bà hả? Ừ, tôi thế cho. Thôi để tôi ngồi chờ sướng hơn. Dương bà ơi, sao? Nhưng mà tôi nói Dương bà nghe nè, Dương bà biết sao không ha? À. Coi như là tôi cho chồng tôi Võ Đài Lang đó, cái gì? Uống tử hà bá. Thì bật lên cười rồi vô tắm, còn cho Võ Tòng uống tử hà sa. Tại sao đang tính muốn rồi nó cái bụng đi vô nhà trong là sao? Đâu cái nào đâu nương nương. Trời ơi tôi chết rồi. Đây nè. Tôi chết. Đây phải không? Đây là tử hà sa, đây tử hà bá đúng không? Trời ơi nương nương ơi, đây là tử hà sa, đây mới là tử hà bá. Nương nương ơi, nương nương cho uống lộn thuốc rồi. Trời ơi, tôi chết rồi. Lộn thuốc hả? Do sao? Đâu biết sao đâu. Tẩu ơi. Xong rồi. Rất là thoải mái, nhẹ nhàng là tẩu. Bây giờ ta muốn lo đi nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái bà này lợi dụng quá. Bây giờ sao? Đâu có biết sao đâu. Hương Nhân à. Sao Hương Nhân đẹp quá vậy? Hả? Trời ơi Hương Nhân. Hả? Cái gì vậy? Ai vậy? Hương Nhân ơi. Trời ơi, Hương Nhân ơi. Hương Nhân ơi. Hương Nhân. Ai đấy? Dương bà già chơi luôn. Trời ơi, Dương bà ơi. Ôi. Đứng lại. Ai đây? Tây Môn Khánh chơi luôn. Chương trình này được bảo trợ bởi D&D Gel và Lotus by Johnny Dũng. Em chào bà con cô bác. Ây chà, Tết nhất tới nơi rồi. Chuẩn bị Tết nhất nha tụi con ơi. Đâu coi. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, tôi là dâu ở trong nhà. Bao nhiêu chuyện bếp núc, Tết có một cái Tết thôi mà còn giỏ 48 cái giỏ. Biết bao nhiêu chuyện tôi phải làm. Tụi con ơi, chuẩn bị Tết xong xuôi chưa? Để cô coi. Trời đất ơi, mấy đứa nào mà khéo trưng bày quá. Đúng rồi nha, mai ở trong, đào phải ở ngoài. Đào hồng nghĩa là hồng đào và sáng rực nha tụi con. Thôi, đúng rồi, năm mới mình tống cựu nghênh tân nha. Đâu rồi, mấy đứa ơi, bánh mứt làm xong chưa? Tụi con nhớ bà dặn nghe chưa? Mứt bí là phải trong, mứt cà chua là phải hồng, mứt ổ qua là phải đắng. Ủa, Tết nhất đắng cay chi người ta? Thôi đổi đi nha, đổi mứt gừng cho nồng ấm nghe. Còn ổ qua thì hồng sườn heo để đón ông bay về nha. Trời. Tôi nói thiệt nha, cái ông chồng tôi, tên ấy, ông đi khắp miền lục tỉnh và lâu lâu mới ghé về. Hôm nay là gần Tết nhất ông về nè, phải chuẩn bị thôi. Mấy đứa bứt bông lài, bông bưởi vô, để trong phòng ngủ đó cho ông bây giờ ông bay hửi nghe. Còn mình sao ta? Coi như để một bồn nước nha, cũng để là bông bưởi, bông lài vô đó, mình ngâm từ đây xuống dưới đây. Nhưng mà không biết ông có chịu hửi không nữa à. Trời ơi, chuẩn bị thôi mấy đứa ơi. Mình hả? Ừ. Trời ơi, em hôm nay cái mình mặt của mình trắng xác như là cái bánh nít trần vậy. Trời ơi, cái gì mà mình mới vừa về mình chê em vậy? Mình nhớ không, năm ngoái đó em đen thì mình nói là em đen giống như cột nhà cháy. Cái năm nay em sợ quá, em trộn 5 thứ bột em đắp vô mặt. Tại sao mình lại chê em trắng xác vậy? Cái gì? Trộn 5 thứ bột? Dạ. Bột gì?
bột gạo, bột lứt, bột khoai, bột bắp, bột giặt. Trời ơi, bột giặt là bôi mặt bà cho mặt bà nó xì đó hả? Không có, bốn cái bột kia đắp cho trắng, còn bột giặt á rửa mặt cho nó sạch. Thôi tự trang điểm mấy cái đó ghê quá. Ghê hả? Em mình chờ mấy đứa ơi, mấy đứa bứt bông dạng thọ nè, bông hồng nhung nè, bông bụt với lại lá mơ để cho bà đắp cho nó hồng hào nha. Lá mơ là lá thú địch đó. Bà bôi lên cho nó ô nhiễm không khí hả? Cái gì vậy? Ô nhiễm cái gì? Nè, ông đi đâu mà bữa nay ông mới về vậy? Thì tôi nói rồi, tôi nói dầu tôi đi đông đi tây nha, thì tới đêm trăng tròn hoặc là đêm 30 cuối tháng tôi cũng về với mình mà. Trời ơi, mười mấy cái trăng tròn rồi tôi đâu thấy mặt mình đâu. Hôm nay thời tiết thay đổi, nguyệt thực tùm lum, đâu có trăng tròn đâu mà tôi về. Trời đất ơi, vậy chứ sao hôm nay lại về? Tôi nhớ mình. Thôi đi, ai mà thèm tin cái miệng của ông á. Tôi nói tôi còn ngượng nữa mà. Mấy ông ơi, đàn bà yêu bằng cái lỗ tai không ạ? Đúng rồi, đàn bà tụi tôi yêu bằng cái lỗ tai, còn đàn ông mấy người yêu bằng cái con... Con gì? Con mắt. Con mắt chứ làm gì cười dữ vậy? Con mắt nha, cái con mắt ông nó láo liên, nó ngó phải, nó ngó trái, nó không bao giờ ngó thẳng nữa. Tôi hỏi ông nè, ông đi đâu mà mất mặt, ông trả lời tôi nghe coi. Nhớ rồi phải không? Nhớ gì? Nhớ cái đó đó. Tôi nói ông nghe nè, ông đi lâu quá rồi, riết rồi tôi cũng quên cái đó đó là cái gì luôn á. Bà tệ quá, làm gì làm, nó vẫn còn y nguyên. Sao được, nó phải xệ dần theo thời gian chứ. Gì vậy? Sao bà biết? Vậy trước mặt tôi nè. Bà nói gì vậy? Cái mặt ông chứ đâu. Đi cho cố vô, cái mặt vẫn xệ xuống rồi, thấy chưa? Hồi nãy giờ bà nói cái mặt tôi đó hả? Chứ còn cái gì nữa? Vậy mà tôi tưởng mà nói thằng con tôi chứ. Trời ơi. Thôi nghe. Ông nghe. Ông đi về, ông chưa trả lời cho tôi biết là ông đi đâu. Đó ông giờ có ông trửng giỡn với tôi nè. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông đi đâu? Ông mê ai? Ông dướng lưới tình cái đứa nào? Ông trả lời cho tôi biết đi. Hả? Nè. Đi đâu? Nè, đừng có sống tới nha. Tại sao ông sống tới? Bà im. Sao? Bà. Cái gì? Tại sao bữa nay bà đẹp vậy? Đẹp đâu đẹp. Nhất là cái bàn tay đó nha. Tôi để ý rồi đó. Tại sao? Lắp la lắp đánh cái gì đó thì phải. Ông biết tại sao bàn tay tôi đẹp không? Tại sao? Không phải bàn tay đẹp đâu mà là móng tay tôi đẹp. Móng tay. Bởi vì tôi có D&D gel. Hả? D&D gel? Ông thấy màu sắc nó không? Nó ngọt ngào nhưng mà không có cái hãng gel nào có thể có những màu sắc ngọt ngào như vậy được. Hay lắm. Ừ. Đúng rồi. Bởi vậy bà Diện có lý do đúng không? Sao lý do thì đẹp? Bà hồi xuân đúng không? Cái gì? Tôi nghe đồn là mấy cái thằng tai làng nó chia giảng bà. Đúng không? Ông đừng có gieo tiếng ác cho tôi nha chưa. Ông đi chơi cho cố rồi đừng có gieo tiếng ác cho tôi. Bởi vậy mà người xưa người ta có cái câu là ầu ơ. Trời ơi. Chứ dĩ dầu tình mẫu muốn thôi, mẫu gieo tiếng dữ cho rồi mẫu rà. Cái gì? Ta ra bà hát rà. Hát vậy chứ sao nữa. Trời ơi, hát gì mà thấy ghê không biết. Tôi nói cho ông nghe này, mấy chục năm trời tôi sống với ông, tôi còn lại cái gì nữa. Đây nè, ầu ơ. Tôi mà thoát khỏi tay ông, cái xương tôi nát, cái da tôi mòn. Mòn má ơi. Mòn hả? Mòn má thành món. Trời ơi. Bà nói đi, bà đừng có hát. Bà đâm nãy tôi muốn xỉu đó. Đâm dữ lắm hả? Trời ơi. Tôi nói ông nghe. Bây giờ muốn tôi nói phải không? Sao? Ông đi quá lâu rồi. Công chuyện nhà đăng ở đây, ông đè lên hai vai tôi. Bây giờ ông về đây rồi nha. Lần này tôi giữ riết ông trong nhà, tôi không cho ông đi đâu hết trong một thời gian khá lâu. Đừng hòng bước ra khỏi nhà. Bao lâu? 3 năm. Bớt chút đi. Không. 3 năm rưỡi đi. Có gì vậy? Sao nó bánh? Ông nói nghe chưa? Mấy đứa ơi, khóa cửa không cho ông mày ra. 4 năm nha. Ây da. Cái gì vậy? Đau quá bà ơi. Cái gì vậy? Ở nhà có thuốc gì tôi uống không? Cái gì? Đau quá, tự nhiên đau quá trời. Sao vậy? Trời đất ơi, đau hả? Ừ. Trời đất ơi, tiếc quá, cái thuốc vừa mới hết. Ngày mai nó mới về ông ơi. Thuốc gì vậy? Lotus của Johnny Dũng. Hả? Nữa hả? Johnny Dũng ca sĩ đó phải không? Đúng rồi. Ủa sao ca sĩ mà còn bán thêm thuốc hả? Trời ơi, tội nghiệp lắm. Kiếm thêm. Để dành tiền mua máy bay riêng. Trời đất ơi. Đây nè, tôi có nghe đồn là cái thuốc là Fucadan đúng không? Đúng rồi.
dạng viên dạng nước đều có đúng không? Đúng vậy. Mà đặc biệt là cái loại Super Fukada 859. Ủa sao ông rành vậy? Bà có không? Tôi quảng cáo mà. Ôi vậy hả? Không. Ngày mai nó mới về. Trời ơi, tôi đau quá, tôi chịu đâu có nổi. Để tôi khám thử coi, tôi khám thử coi. Thôi bà giờ không có phê đâu. Thấy chưa? Đi biết bao nhiêu rồi mình rờ vô nó mình không có phê. Ông, tôi biết tại sao tay tôi rờ vô mà không có phê rồi. Bởi vì ông không phải đau bình thường, mà là ông bị dông nhập. Cái gì? Dông nào nhập tôi? Dông nhập. Cái bà thầy bói chàm ở trên đầu xóm á, nói là ông á bị mấy cái dông nhập luôn. Tầm bay. Bà thầy bói chàm mà nói tầm bay tầm bạc. Nói gì vậy mà cũng nói à? Cái gì? Ủa sao bà nói đúng vậy ta? Ông lại nhảy gì? À, không, tôi không nhảy gì đâu. Ông là mấy cái dông nữ nó nhập ông nghe chưa? Bây giờ vậy ông đứng yên đi, tôi sẽ trục dông ra nghe. Trục đứng yên không? À hả? Bà biết trục hả? Sao không biết trục? Ông có đứng đó đi nghe, đứng đó đừng có đi đâu hết nghe. Lâu lâu mới về bà nói chuyện trục dông, ngu sao đứng nghiêng cho bà trục võ. Hey, đứng lại. Ông làm gì vậy? Ông đi đâu vậy? À, tính ra chứ không có gió. Không gió hả? Ông vô đây. Tôi trục dông xong rồi muốn hỏng gì không? Đây nè, người ta nói đó, muốn trục dông ra đó thì cầm ba cái nhang này chọc vô đúng chỗ hiểm. Không phải chỗ đó. Không phải thận, không phải phổi, đúng là chỗ đó rồi. Vú hả? Không, tim. Tôi chọc vô tim nha. Đừng có tào lao. Cái gì vậy? Bà mê tín dị đoan. Tôi chưa bao giờ nghe nói mà trục dâm mà đâm nhang vô vú thôi. Vú đâu? Tôi đâm vô tim. Tim nào? Thôi không có tin rồi. Ông đứng yên. Bây giờ này, nếu ông không tin đó, tôi sẽ có cách trục dâm khác. Có nghĩa là tôi lấy dâm trục dâm. Bà nhiều chuyện. Dâm trục dâm gì? Để đó, ông đứng đó, đứng yên cho tôi. Em ơi, vô em... đây đi em. Dạ. Em làm gì? Hả? Ông chờ đó nha, ông chờ đó nghe. Trời đất ơi, buôn bán cái kiểu này á, thiệt tình nó chắc lần đầu cũng như lần cuối à. Gì đâu á, bắt tôi chờ nãy giờ ở ngoài kia mấy tiếng đồng hồ, nắng nôi muốn chết gì đó. Mà nói thiệt, không ai dễ thương như tôi mà tôi chờ. Thiệt tình à, mua mấy ký chắc bỏ tôi đi rồi, hên là mua một xe đó. Bây giờ hả, ba con mực của tôi ngoài kia nó húi hết trơn rồi. Trời, có ai trong nhà không? Chị ơi, chị cho người ra nhận mực giùm em đi, để không thôi mấy mực em nó húi hết đó chị. Trời ơi, bắt mực sao mà chân dài tới nách vậy trời. Dạ, em chỉ ăn rau mực thôi đó chị. Trời ơi, rau mực thôi đó hả? Dạ. Nè, ra nhận mực đi, không thôi mực nó thúi hết rồi đó. Đúng rồi đó chị, kêu người ra. Không có nhận gì hết trơn á. Nè, người này nè. Đó, trời ơi, anh mực ơi, đi. Anh ra anh nhận mực giùm tôi đi anh ơi. Trời ơi, tôi chờ nãy giờ ngoài cái nắng nóng quá rồi. Anh đi ra anh nhận giùm tôi đi. Tôi nói thiệt anh, nãy giờ tôi chờ ngoài kia tôi rất là bực bội. Anh đi ra giùm tôi đi. Á, anh Hợi. Anh Hợi ơi, anh đâu đây gì nè? Anh Hợi. Ôi heo gì anh, đây? Anh không nhớ em hả? Trời ơi, anh đi đâu? Một năm nay anh không ghé ăn con mực nào của em hết trơn vậy. Mực luộc với mắm gừng chờ anh. Có bia nhậu nữa đó anh quên rồi hả anh Hợi? Mực mắm gì đây không biết thì khổ. Trời, em là con Nhàn Phi, bán mực luộc chấm mắm gừng ở Phan Thiết nè. Nhàn Phi nào tôi đâu có biết. Anh không nhớ phải không? Anh không nhớ, em làm này bảo đảm anh nhớ nè. Còn nhớ không anh, em là cô gái tóc dài chân ngắn. Ủa lộn, tóc dài chân cũng dài luôn, bán mực luộc chấm mắm gừng Phan Thiết. Những đêm không trăng hẹn hò, thập thò bên lò nước mắm, đắm đuối bên nhau sao anh nỡ vội quên rồi. Nhớ rồi phải không? Rồi. Nhớ em rồi phải không? Phải không anh? Nhớ chưa? Nhớ ra chưa? Ủa ai vậy anh? Má. Thiệt không? Thiệt. Má. Trời ơi, nó gọi tôi mà giống như nó chửi tôi vậy. Má cái hết hồn mà. Má ơi, tại anh Hợi anh không giới thiệu cho con, cho nên con không biết, con xin lỗi má nha. Trời, anh nghe anh không giới thiệu em gì hết trơn á. Má ơi, sao mà má đẹp quá vậy nè, má trẻ đẹp, nhìn mặt của ảnh muốn già hơn má luôn vậy đó à. Má nè, má đẻ sớm phải không nè? Má đẻ sớm lắm con,
má mới lọt lòng ra là má đẻ ra nó liền đó con. Trời ơi, mới lọt lòng ra đẻ luôn. Con mới nghe lần đầu luôn á. Con nhận hay thiệt. Mà má đẻ khó lắm con. Má có bầu nó 18 tháng á con. Má chữa trâu đó, nó phọt ra là cái bụt đùi nó ra trước rồi cái mặt nó mới ra sao đó con. Trời ơi, hay thiệt nha. Hèn chi tới 18 tháng người ảnh nó bự con cường tráng khỏe mạnh quá trời luôn vậy đó má. Trời ơi, nó ra đường nó cường tráng khỏe mạnh, nó về với má nó yếu xìu à con. Vậy hả? Không có đâu má ơi, ảnh khỏe dữ lắm. Con nói má nghe nè. Sao? Má cho anh bú sữa gì mà người ảnh khỏe mạnh cường tráng quá trời quá đất luôn à. Nó bú má không à con. Hả? Bú má không á hả? Mà anh được vậy đó hả? Trời ơi, thương má quá đi à. Anh thấy chưa, anh nhờ má đó mà anh mới được cái tướng như vậy nè, bự con như vậy nè. Anh phải cảm ơn má nha. Nhờ bầu sữa của má, sữa mẹ là tốt nhất đó. Công lao mẫu từ đó mà. Anh phải trời má ơi nha. Con nói công lao mẫu từ là má cảm động quá con. Con biết không, dạ. Nó bú má mà từ hai bầu sữa căng tròn đến khi hai bầu sữa héo khô con à. Trời. Mà khi hai bầu sữa héo khô rồi, nó toàn đi bú dặm con mà con. Trời, thương má quá à. Anh nói nghe, anh đi bú dặm anh cũng phải nhớ sữa của má nghe chưa. Đúng rồi. Sữa mẹ là tốt nhất đó anh thấy chưa. Thôi dẹp đi. Hai người đừng ơn, làm ơn đừng có nói sữa đây được không. Ủa? Hiểu lầm hết rồi. Ủa gì vậy anh? Để nói cho em biết. Hả? Thiệt ra đây không phải là má của anh, mà là má của con anh. Hả? À, má con anh? Không phải má anh. Ừ. Chết mẹ rồi. Trời ơi, vậy là bà lớn. Phải không ta? Đúng rồi. Sao già dữ vậy? Dạ, em xin lỗi chị. Em lại chị, em nói thiệt chị nha. Em không có cố tình vô đây em kiếm anh Hội đâu. Mà tại cái con quỷ cái nào á, nó kêu em á bán một xe mực vô đây em ham tiền em mới vô, chứ em không có kiếm anh Hội. Chị ơi, em nói thiệt nha, em mà biết cái con quỷ cái đó tới đây là em xá, em chém nó liền, nó hại em đó chị. Nó hại em chứ em không có tới đây em kiếm ảnh đâu nha chị. Cô nói làm sao? Cô nói là có con quỷ cái nào nó kêu cô mang xe mực tới đây đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ nếu mà cô gặp con quỷ cái đó, cô chém con quỷ cái đó đúng không? Rồi em gặp nó là em xả, em chém nó phải đời em hả? Tôi xin báo cho cô biết, con quỷ cái đó là tôi nè. Cô chém tôi đi, chém đi. Dạ thôi, chị chém em đi cho nó phải đạo. Không ấy hai bà chém tôi đi. Cô chém không? Ê! Chứ giỡn con chém thiệt mà. Tôi chém không bây giờ còn không có ngại đâu. Chị ơi, chị ơi, tại em. Tại em chị ơi, tại em. Tại em làm sao? Dạ lỗi tại em. Không có phải lỗi tại cô đâu. Tôi mời cô lên đây nè, là không phải tôi làm khó gì cô đâu. Dạ. Để tôi vạch mặt cái ông chồng tôi ra nè. Tôi biết tính ổng mà. Trăng qua lắm. Không có cô A để có cô B, không có B để có cô C. Lỗi của cô là chị nhẹ dạ tin lời ổng mà thôi. Dạ. Nghe không? Nè, ông đừng có chối nữa nghe chưa. Mà thôi, bây giờ lặn lội lên đây rồi, mực thì nó thúi ngoài kia rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ tôi cũng thông cảm cho cô. Tôi cho hai người tâm sự với nhau nghe chưa? Dạ. Ý quá. Gì vậy? Trời ơi, vừa mới nói cái ông lên liền là sao vậy? Xuống. Thôi, tôi cho hai người tâm sự với nhau. Lần cuối cùng tôi nghe. Dạ. Yeah. Cho thì nói đại cho đi, còn thầm câu cuối cùng thôi. Là hù lá khoán nè. Ai về? Là hù lá khoán nè. Ô mới thanh toàn. Là hù lá khoán nè. Cho em theo với. Là hù lá khoán nè. Hẳn hạt mà cải chi nè. Hù hôm nay là hù lá khoán khoan hơi khoan hơi ho khoan. Trời ơi, thấy chưa, thấy chưa? Tôi vừa mới cho phép tâm sự tôi đi vô cái ra cái coi như là mực luộc chấm mắm gừng liên tại chỗ à. Là sao vậy hả? Tôi đâu có chấm gì đâu, tôi tính khoan chút xíu à. Trời ơi. Dạ chị ơi, ảnh khoan chứ em chưa có cho ảnh khoan. Ừ. Nè, còn vừa dậm đi lên đùi cỏ nữa. Đâu phải hả? Chứ sao dính vô đó? Tôi kẹt cái mắm kẹt phải không?
tôi xả cho banh cái mấn bây giờ đó. Ủa dính đâu vậy? Dạ không có đâu mình ơi. Dạ không chịu nổi nữa rồi. Ông chứng nào tật đó à? Bây giờ đó không? Cô thấy rõ ràng này nghe chưa? À, nghe anh nói mà. Nghe nói cái gì? Đau nữa rồi. Chị ơi, anh bị gì vậy chị ơi? Anh đau quá, vô đây coi anh em không? Anh bị gì vậy? Ông chết rồi đi. Không, anh ơi, anh có sao không vậy? À. Sao anh bị gì vậy? Em rờ đi, dạ. Có đau không? Trời ơi, tôi rờ thì quăng tay tôi ra, con gái đẹp rờ thì cho vô. Trời ơi, nè, dạ. Cho ổng chết luôn cho đáng đời. Dạ. Dạ thôi cho ổng chết luôn, cho ổng đáng đời hả chị? Ừ. Chừng nào chị có gì em mới lo hả chị ha? Đó. Cô biết tại sao ổng đau không? Dạ. Bởi vì ổng còn cái vong nhập trong người ổng á. À nói gì? Nhiều vong lắm. Vong nào nữa? Một cái vong này là tôi đủ chết rồi hả? Cái gì vậy? Vong nào nữa? À quên. Gặp tay gặp chân ta vậy? Đây nè, ông là nhiều vong lắm. Cái người ông nó vong nó rần. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục chụp cho ông ra nữa. À không hả? Chụp cho vong nó ra. Được. Vong nào bà cứ kêu vô đi ha. À rồi. Đây nè nha. Em ơi. Dạ. Không phải em, tôi kêu em ngoài kia nữa kìa. Hả? Em ơi, vô đây. Còn em, theo dạ. Tôi. Trời ơi, sao hoài vậy? Ủa, ai kêu tôi vô đây vậy ta? Mà sao nhà không ai ra tiếp mình vậy ta? Ai, thôi thì mình đành ngồi chờ vậy ta. Ồ. Ủa anh ơi. Trời gì? Hả? Tới đây làm cái gì vậy? Có người mời anh tới. Tới làm cái gì? Tới may màn anh. May màn gì? Trời, người ta đặt em nhiều lắm anh. Người ta đặt em may màn cửa chính nè, cửa sổ nè, cửa phụ nè, cửa phòng khách nè, cửa phòng tắm luôn anh. Quỷ hết rồi, không ai may hết. Em đi về đi. Em đi về đi. Không. Em còn nhớ bả dặn kỹ lắm. Là bả dặn là may mùng cho heo nó ngủ nữa. Rảnh quá vậy? Heo ngủ cũng may mùng đó hả? Mấy con heo nó thập quyết làm heo quay hết trơn rồi. Đi đi. Không có ai mời gì cho ai mời em tới hết trơn á. Không, có người mời em tới. Ai mời? Tôi mời nè. Thấy chưa, em nói với anh rồi, có người mời em mới tới. Đương không tự nhiên tới làm chi vậy? Em là thợ may nổi tiếng mà. Em đâu có rảnh đâu anh, đâu có khơi khơi mà tới đây. Phải không anh? Nãy giờ em nói mà anh không chịu tin gì hết trơn à. Như kỳ vậy. Trời ơi, giống như bà là bà lớn không bà. Ủa hồn à. Vô nhà người ta không chào không hỏi gì hết trơn á. Tưởng nổi tiếng là hay, muốn làm gì làm hả? Nhỏ nào vậy anh? Hả? Nè cô qua đây. Cô qua đây với tôi. Trong nhà tôi đó, có lớn, có nhỏ, có lớp, có lan. Vô là phải biết chào hỏi nghe chưa? Dạ. Yeah. Ừ. Mẹ già nào vậy anh? Hả? Cái gì? Cái gì mẹ già, cái gì? Cái gì mẹ già? Trả lời tôi, tại sao gọi tôi bằng mẹ già? Trả lời tôi coi. Hả? Trả lời. Hai em bình tĩnh đi, trời ơi. Cái gì đâu, em nó nhỏ nó không biết. Thì bây giờ để từ từ anh nói. Nói làm sao? Đây nè, là bà nhỏ. Hả? Bà nhỏ hả? Ừ. Anh có bà nhỏ hả? Trời ơi. Còn bà đây? Mẹ già. Hả? Anh không? Bà lớn. Ông nghĩ ông tàn nhẫn quá. Trời ơi, đây bà già nè, bà già. Thôi, trời ơi, bà ơi, từ từ mà. Ông vừa phải đó nha, chứ chỗ chứ. Từ từ mà. Buông ra. Ây da. Bây giờ mới trúng chỗ hiểm đó. Trời ơi, tụi nó buông ra. Tụi nó cái cô áo vàng buông ra. Buông ra đi. Ôi, 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 ôi. Đặt cái vỏ cho cố sát vô. Thật thất nhất tới nơi mà hoảng loạn quá rồi. Bây giờ anh về. Hả? Ai về chỗ người đó, tôi nói chuyện. À, nói chuyện hả? Dạ, tôi ngồi đi. Tôi chết rồi. Trời ơi. Ê, trời. Mà chỗ của ông chứ. Trời ơi. Cái đó cũng không phải chỗ của ông nữa. Chỗ nào? À, biết rồi. Sao nhìn tôi giống thúc sinh quá. Cái gì? Có nghĩa tôi là Quảng Thư à? Có nghĩa đây là Thúy Kiều à? Tôi xin lỗi ông nghe, nếu đây là Thúy Kiều, đây là Quảng Thư, ông không thể là thúc sinh được mà ông là xúc xích. Gì vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Nghe tôi nói, cô kia, cô vào nhà tôi, cô phải nói, nghe chưa? Nói. Dạ em nói gì vậy chị? Thì muốn nói gì nói chứ. Ôi, nó ăn mực cái sao khỏe dữ vậy trời. Dạ, em xin lỗi chị. Nói. Thôi. À, cái nhà này đẹp quá. Cái cửa cũng bự ghê á.
Vô duyên. Nhà cao thì cửa phải rộng chứ. Không, ý em nói rằng là nhà cao cửa rộng nó cũng tiện lắm chị. Lỡ mà có chuyện gì. Cái gì? Lỡ mà có chuyện gì khiêng ra nó dễ phải không? Trời ơi, em đâu có vô duyên dữ vậy chị. Ý em nói là cửa rộng vậy á, ăn cướp nó vô nhà nó khiêng đồ ra nó cũng dễ dàng hả chị ha. Còn nữa, với lại là nhà này cái toàn gỗ không à, nó dễ bắt lửa lắm. Mà nó lửa mà nó cháy cái là trùi lũi luôn chị ha. Vui quá trời. Vui cái gì? Vô duyên vậy làm sao mà ông thương nó được vậy? Vô duyên cái gì? Tôi thương là thương cái chỗ khờ khạo đó đó. Tự nhiên nói thương em mới nhớ. Má em nói á, mày vô duyên vậy chỉ có heo nó mới thương mày thôi à. À, heo nó thương thiệt. Nè, em nói gì heo đây hả? Thì anh tên Hợi mà hỏi là heo. Trời ơi. Đi, tôi thấy đâu gì tức cười đâu. Em nó tuy là ăn nói vụng về vô duyên, nhưng được cái em nó là hát rất là hay ha. Là em, em biểu diễn liền cho hai người này thấy đi. Em hát một bài nào hát cho nó vui vẻ, có rộn ràng không khí ngày Tết, để cho người ta ngưỡng mộ, nghe chưa? Nghe chưa? Hát cho người ta cười luôn, nghe không? Bắt đầu. Nghe đây nha, nghe đây nha. 2, 3. Đàn thiên thu đứt dây tơ rồi. Đi chưa? Theo sông vàng cát lỡ sông bồi. Trời ơi! Còn chi nữa, biển dâu đã bao đổi dời. Chợt thương con sáo bay xa bầy, sương khói buồn để lại lòng ai. Để lại lòng ai. Con sáo sang sông. Tưng 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 tưng. Sáo đã xô lòng. Tưng 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 tưng. Cháy lên trong. Thôi. Trời ơi, Tết nhất Tết ơi mà cháy lên trong lòng là làm sao? Trời ơi ông ơi, ông nói nó im giùm tôi, đừng ca, đừng hát, mà đừng nói nữa hết. Tết nhất thế rồi. Em, đây nè, bây giờ em ngồi xuống đây, mang cái đi. Em ngồi xuống đây. Kể từ giờ phút này, em đừng nói, đừng hát, nín giùm anh được không? Nha, cảm ơn. Không, em không có nín. Em chịu hết nổi rồi. Anh hứa là anh ghé em. Mà cảnh năm nay anh đi đâu? Anh đi đâu? Để... À, thì ra em biết rồi. Mấy chị giữ anh riết đúng không? Đúng không? Đừng có nói bậy nha. Cả năm nay ông không ghé ăn con mực nào của tôi hết trơn á. Ông đi đâu? Ông đi đâu? Ông đi. Đi qua nhà chị phải không? Đúng là vợ cái con cột mà. Trời đất ơi, quan cho tôi vô cùng. Trời ơi, không ăn mực, không đo quần áo, ông cũng đâu có về tới cái nhà này đâu. Tôi cũng đâu có thấy cái mặt tròn mặt méo của ông là đâu. Đứng lại coi. Ông đi đâu? Như vậy là cả năm nay ba chị em mình lâu ghê không gặp. Ôi, trời ơi, ông vô đây. Như vậy? Không cần xuống. Tôi nói ông nghe, bây giờ ông phải trả lời cho biết là cả năm nay ông biến đâu mất. Nếu không thì là tôi cắt. Có hai ngón tay mà cắt cái gì? Ủa, vậy hả? Dạ, em có đem kéo thôi nè chị. Ủa vậy? Ghê vậy? Đây, chị. May đồ mà, nghề của em mà. Đưa đây cho chị. Đưa đây. Nè chị, kéo này chị. Cắt đi chị. Ủa, cái kéo mà vòng vòng qua lại thôi, tôi cắt luôn nè, cắt. Nói. Hai. Từ từ tôi nói. Nói. Tôi. Nói. Tôi đi không được là tại. Tại sao? Tại sao? Con nhỏ kia nó không cho tôi về. Trời ơi, trời ơi, có nghĩa là sao? Thêm người nữa hả? Trời ơi, ba cô chưa đủ thôi, còn thêm người thứ tư nữa. Giờ vậy tại sao vậy? Tại sao hoàn cảnh nào mà ông yêu ông quen được nó vậy? Để tôi nói cho mấy bà nghe. Hoàn cảnh nó éo le lắm. Ừ. Trên đường đi lễ xuân đầu năm. Chùm. Tôi rảnh gì? Ông làm liệu luôn. Tôi hát là ông. Ý tôi nói là trên đường lãng du làm ăn, tôi vô tình gặp một cô gái nhà nghèo. Nghèo hả? Nghèo bằng tôi không? Một cô gái thức khuya thức hôm để bán mực nuôi 5 đứa con nè. Trời ơi, nó có 5 đứa con rồi sao? Dạ chị ơi, đó là con nuôi của em. Ủa vậy hả? Vậy là em Phi Nhung rồi. Nhiều con nuôi quá. Rồi em thì khổ không? Khổ bằng em không anh? Khổ bằng cô gái còng lưng cắt giải mai đồ nuôi mẹ không? Ồ, em còn mẹ hả? Dạ mẹ ghẻ chị. Ồ, có nghĩa là ba em có 2 vợ phải không? Thê thảm hơn nhiều. Thê thảm phải không? Nhà nghèo lắm phải không? Thiếu quần thiếu áo rồi mặc đồ mỏng dánh đúng không? Điều đó không có quan trọng. Quan trọng là cái gia đình
cũng khổ khổ lắm. Cha thì bị nghiện ngập rượu chè tối ngày. Trời. Mẹ thì đi lường gạt cho nên bị đi tù. Trời. Em trai thì ham hút thuốc cho nên bị ung thư ruột. Trời ơi. Trời. Ở nhà đó, nhà tệt không ở, xây nhà 5 tầng chi cho nó sập. Trời ơi. Ôi hoàn cảnh của cô khổ gấp mấy lần Thúy Liễu. Cái gì Thúy Liễu ở đây? Âu lộn Thúy Kiều. Trời ơi, tôi nói ông nghe nè, ông đèo bồng hoàn cảnh ai ông cũng tội nghiệp hết. Trời ơi, rồi ai tội nghiệp với tôi? Tôi cho ông biết nha, một vợ đó còn được nằm giường lèo, hai vợ là ông ngủ chiều queo đó, còn ba vợ ông ra chuồng heo mà nằm đó, còn đèo bồng cô bốn, đèo bồng cô bốn nữa. Bốn là ai? Ông mới nói cái gì? Bốn. Ừ. Giờ này bốn ở đâu? Trời ơi, trời ơi, bốn là ai? Tuyết. Cái gì Tuyết? Minh Tuyết. Trời ơi. Trời ơi. Tuyết ơi, em ở đâu? Không, tụi em. Em ở đâu? Xử cho chị mau lên, chịu hết rồi. Ê, gì vậy? Xử lên. Ê, tôi. Ê, đừng có giỡn à. Ông đứng lại đó cho tôi. Hết thuốc chữa rồi, trời ơi ơi. Chính nào thật đó làm khổ vợ có con quá, xử cho chị. Chị ơi, em lấy được cái quần dài qua ống rồi nè. Hay quá, hay quá. Chị ơi, em lấy được cái quần xà lỏng rồi. Hay quá. Để chị vô. Trời ơi. Cái gì vậy chị? Chị ơi, cái chuyện gì vậy? Em chị, à, chị có sao không chị? Sao vậy chị? Sao vậy? Trời em ơi. Sao chị? Lâu ghê mới gặp. Trời ơi, sao tụi em? Ghê quá chị ghê ơi. Ghê vậy sao tụi em thương? Thì tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Thôi em trả lại cho chị, em đi về bán mật cho an toàn chị ơi. À chị, em xin lỗi chị, em lên đây em mới biết, nó có biết gì đâu, ông dù em á, em không biết gì trơn. Thôi em cũng xin đi chị. Thôi, đi về nha chị. Dừng lại, dừng lại đi, bây giờ tụi em ra là biết rồi, phải không? Biết rõ hoàn cảnh rồi, thấy không? Bây giờ chị thấy vậy nè, chị có phụ nữ chúng ta mới hiểu và yêu thương nhau mà thôi, đúng không em? Yeah. Cái gì, cái gì dựa dữ vậy, cái gì vậy? Đó, cho nên bây giờ như vậy thôi. Rồi bây giờ dịp Tết lên, chị mời tụi em ở đây ăn Tết với chị. Còn trẻ đẹp như tụi em, trời ơi, trai làng thiếu gì em ơi. Chị có thể thua rồi nhưng tụi em còn có cơ hội. Đây, trai làng chúng ta mới tiến bước. Đi chị, đi chị, dẫn em đi chị. Còn tôi sao mình ơi? Kệ ông, chồng ra đi. Cho tôi ra chào được không? Thôi, ra đi. Thôi cái gì? Tôi mặc ra hai cái quần lận.